đi dọc một đường vào phía trong thành, nhanh đến trung tâm thành trì, đột nhiên con mắt Hàn Lập hơi nhíu lại. Bởi vì hắn thấy một tòa kiến trúc không quá giống với lúc trước. Đó là một kiến trúc hình tròn chiếm diện tích cực lớn, bốn phía đứng lặng nhiều cây cột đá hình tròn màu đen, phía trên tường đá hầu như khảm nạm đầy xương cốt lân thú màu trắng, thoạt nhìn so với tường thành còn chắc chắn hơn. Bên ngoài đại môn của kiến trúc, có một quảng trường rộng rãi, trong đó đứng lặng một tượng đá hình người cao vài chục trượng, khuôn mặt mơ hồ không rõ, hàn lập nhịn không được nhìn thêm mấy lần lúc trước bên ngoài nội thành thanh dương thành hắn đã nhìn thấy tượng đá này chỉ có điều kích thước khác nhau hắn còn hỏi thăm thần dương nguồn gốc tượng đá này nhưng thần dương cũng không rõ cho lắm một đoàn người đi ngang qua tòa kiến trúc hình tròn to lớn này sau đó đi không xa liền tới trước phủ thành chủ so sánh giữa phủ thành chủ huyền thành và thanh dương thành quả thực khác nhau một trời một vực phủ thành chủ trước mắt này tuy rằng cũng không có thảm thực vật quá đẹp đẽ nhưng tu kiến giống như một tòa lâm viên hoa mỹ, hầu như các con đường trong phủ đều được lát bằng đá xanh cực lớn. Ven đường còn thấy từng pho tượng được điêu khắc từ hắc thạch, trong đó có tượng người, tượng thú, thậm chí còn không thiếu tượng dị thú cổ quái nửa người nửa thú. Bốn phía con đường, phân bố chẳng chỉ từng tòa cung điện bằng đá, điêu khắc các loại đồ án hoa mỹ, phong cách kiểu dáng gần giống trong ma vực mà Hàn Lập đã thấy. Đám người Hàn Lập được đồng tùng dẫn một đường đi tới bên cạnh một tòa thạch điện to lớn, thần thành chủ cùng với chư vị mời vào trong nghỉ ngơi một chút trước. Lúc nãy đã thông báo rồi, tin tưởng thành chủ đại nhân sẽ tới nhanh, tự mình tiếp đãi chư vị. Đồng Tùng vừa cười vừa nói, làm phiền rồi, thần dương nói ra, đồng Tùng chỉ lễ phép cười cười, làm ra một động tác mời. Thần dương lập tức mang theo đám người cất bước tiến vào đại điện. Trong đại điện đặt một bàn đá cực lớn hình chữ nhật, một mực kéo dài tới bức tường trong điện. Ngay vị trí ghế dựa lớn chủ tỏa vẫn còn để trống không, phía bên trái phía dưới đã có hơn 10 người ngồi, đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, phát hiện người cầm đầu trong đó là một gã tráng hán trung niên dáng người thô ngắn, mũi ngăm đen, trên người khoác một cái áo da thú dày rộng, đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngồi kế vị trí của gã là một đại hán lực lưỡng thân thể cường tráng, cả nửa người đều bọc một tầng băng vải trắng như tuyết, chỉ để lộ gương mặt ngăm đen ra ngoài, vẻn vẹn có thể thấy bên trong con mắt lộ ra một vòng khát máu sắc bén. Mà càng thêm kỳ lạ chính là, một cánh tay gã bị băng vải bao quanh, nhìn rất dài, lại tráng kiện vô cùng, buông thóng gần như chạm đất, so với cánh tay bình thường còn lại thì khác biệt một trời một vực. Tại thời điểm hắn dò xét, những người kia cũng chú ý tới bọn hắn, trong lúc nhất thời thanh âm nghị luận ẩm ý ngừng lại, nhao nhao nhìn ra phía cửa ra vào. Phu thành chủ, đoạn đạo hiếu, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trên mặt thần dương lộ ra một vòng vui vẻ, đi tới hai người kia nói ra. Tên đại hán khôi ngô đeo băng tay chỉ liếc qua thần dương, trong mũi hử lạnh một tiếng. Còn tráng hán trung niên kia, ngay cả mí mắt cũng không mở lên, căn bản như là không nghe thấy. Đối với việc bị lơ đễnh này, thần dương cũng chỉ cười cười, liền định mang theo mọi người đi đến ngồi đối diện với trung niên tráng hán kia. Đúng lúc này, bên ngoài cửa điện bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm khục khô khốc, một gã trung niên nam tử dáng người cao gầy sắc mặt tái nhợt, tựa như quỷ bệnh lao đi đến. Hàn lập liền chú ý tới, phụ cận yết hầu gã trải khắp lân xám, thời điểm rung động mang theo một hồi thanh âm rung rung rất nhỏ đang khi hắn nhìn chằm chằm vào yết hầu đối phương sau lưng người nó đột nhiên có một đạo nhân ảnh phóng ra cơ hồ thuấn di xuất hiện trước mặt hàn lập trong tay cầm một thanh kiếm dài nhỏ tựa lá liễu đâm thẳng vào mắt phải hàn lập hàn lập cũng phản ứng cực nhanh hai đốt ngón tay luyện hóa thành động thiên hoa chi dựng thẳng lên kẹp lấy mũi trường kiếm kia chỉ thấy thân kiếm kia run rẩy một hồi sau đó đột nhiên thu lại bay vụt trở về người cầm kiếm là một gã công tử trẻ tuổi mặc áo dài trắng như tuyết bộ dáng thập phần tuấn tú Nét mặt có chút nhu hòa, lại còn có một loại mỹ cảm khó phân biệt Chỉ bất quá trong ánh mắt gã là một mảnh băng lãnh Nếu còn dám không kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào nghĩa phụ ta Ta sẽ cắt cổ họng của ngươi Giọng nói công tử trẻ tuổi có chút non nớt Phát ra có tính mê hoặc làm cho người không biết cuối cùng là nam hay nữ Khục, vô trần A, trở về đi Sau so đo cùng một đầy tớ thấp hèn để làm gì Nam tử binh lao lạnh nhạt nói ra Vâng, công tử trẻ tuổi lập tức lui trở về kính cần nghe theo đứng sau lưng nam tử bệnh lao, ánh mắt bất thiện quét tới hàn lập bên này. Lệ đạo hiếu, người vừa tới đây đã đắc tội với phong vô trần, sau này nếu ở huyền đấu trường gặp hắn, chỉ sợ hắn sẽ hạ tử thủ với người đấy. Lúc này, thanh âm cốt thiên tầm bỗng nhiên vang lên trong đầu hàn lập. Ô, gã ẻo lả này rất khó giải quyết sao? Hàn lập truyền âm hỏi, hắn là đệ nhất cao thủ dưới chướng huyền chỉ thành chủ tần nguyên, chuyên tu luyện công pháp khiếu huyệt ở hai chân, tới vô ảnh đi vô tung, và lại sử dụng một thanh kiếm dài nhỏ như lá liễu, lực tập sát cực mạnh, người nói có khó giải quyết hay không. Cốt thiên tầm cười nói, còn ra hỏa trên người quấn đầy băng vải kia là ai? Hàn lập bất động thanh sắc hỏi, hắn tên là đoạn thông, tu luyện thần thông một tay thông huyền tí, chuyên rèn gân cốt huyền khiếu cánh tay phải, cho nên một tay kia lớn dị tượng như vậy. Lần trước gặp ra hỏa này, làn da cũng không có đen như vậy, trên người cũng không có quấn băng vải. Cốt thiên tầm trả lời, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là tu luyện thần thông lợi hại gì đó. Hàn lập nghe vậy, truyền âm trả lời, đúng rồi, quên nói, gia hỏa này lúc trước cũng là đệ nhất hãn tướng của thông dư thành chủ phù kiên, chỉ bất quá lần trước cô ta, sau đó liền bị tước mất danh hào này. Lần này có thể ngóc đầu trở lại, chắc hẳn cũng là lai giả bất thiện. Cốt thiên tầm truyền âm nói, trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, nam tử bệnh lao thành chủ tần nguyên dẫn đám người nghinh ngang ngồi xuống đối diện đám người phù kiên thần dương đành phải mang theo đám người của mình ngồi dưới vị trí bọn họ. Tần đạo hiếu, thấy không, hôm nay bọn chuột nhất vô danh, lớn mật mưu nghịch, vậy mà dám làm con khỉ đội mũ, quang minh chính đại đến huyền thành tham gia hội võ năm thành lần này, quả nhiên không biết hai chữ xấu hổ viết ra sao. Phù kiên một mực nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, mở miệng nói. Mọi người phía dưới thấy thế, cũng theo đó ồn ào cười ha ha. A, à, xem ra phù đạo hiếu thật là biết rõ hai chữ liêm sỉ viết ra sao rồi không ngại tìm khối xương thú hoặc là vách đá để đạo hữu lưu lại bút tích cho đời sau a à. thần dương tựa như không chút để ý chuyện này mặt không đổi sắc ngược lại trào phúng thân thể tần nguyên khẽ dựa lui sau hai chân đan chéo nhau khoác lên trên bàn đá cũng mở miệng nói khục lần trước đến huyền thành ta đã nhắc nhở đỗ thanh dương khục khục tiểu tử ngươi sau đầu sinh ra phản cốt để hắn cẩn thận đề phòng ngươi Xem ra hắn cũng không có nghe lọt lời ta a. À. Tần Nguyên đạo hiếu sự tình huyền chỉ thành rách dưới các ngươi quan tâm chưa đủ, còn muốn để ý chuyện Thanh Dương thành chúng ta. Nhắc nhở của ngươi, Đỗ Thanh Dương ngược lại là nghe đấy, chỉ tiếc là hắn đi ngược lại lợi ích trong thành, đã sớm làm thuộc hạ bất mãn, mà ta có thể thuận lợi thượng vị, bất quá là đáp ứng nguyện vọng mọi người mà thôi. Thần Dương cười lắc đầu nói. Đối với loại giải thích này, gã nói mặt không đỏ tim không nhảy, ngược lại Hàn Lập nghe được trong lòng cười thầm không thôi nói những lời nhảm nhí này có lợi ích gì lần trước đỗ thanh dương mang đến đội ngũ nhìn cũng có chút được lần này ngươi mang đến những thứ này đều là dạng rác rưởi không ra gì đương nhiên cốt đạo hiếu thì không tính trong đám phế vật kia phù kiên cười mỉa mai lập tức nói ra đám người độc long nghe vậy sắc mặt nhao nhao trở nên có chút khó coi nhưng cũng không nói gì lần lượt mặt từng người đỏ bừng dịch lập nhai càng trao mày nắm đấm trong tay áo siết chặt kêu rắc rắc khục khục ta không nhìn lầm Tên tiểu bạch kiểm kia hình như là nhân tộc a. Tần nguyên kịch liệt ho khan hai tiếng, ánh mắt đột nhiên chuyển một cái rơi vào trên thân Hàn Lập, mở miệng hỏi. Hàn Lập nghe vậy, khẽ cao mày, nhìn gò má tái nhợt của lão kia, cất cao giọng nói: Tại hạ là nhân tộc quả không sai, bất quá xương hô tiểu bạch kiểm nên dành cho các hạ hoặc là lệnh lang, không đúng, hẳn là lệnh ái, hình như cũng không đúng. Dành cho phong vô trần đạo hữu khó phân biệt kia thì thích hợp hơn a. Lời vừa nói ra lập tức làm cho tất cả mọi người ở đây hơi ngẩn ra, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người hắn, không ít người mặt lộ vẻ cổ quái. Huyền chỉ thành chủ tần nguyên bởi vì một ít duyên cớ đặc thù, sắc mặt quanh năm trắng bệch như tờ giấy, nhưng không có người nào dám đùa giỡn gã, dù sao thân phận cùng thực lực của gã thì ai dám thử. Lông mày cốt thiên tầm hơi nhăn lại, không nói gì, khóe miệng dịch lập nhai lại lộ ra một tia cười lạnh. Tiện trùng lớn mật, thành chủ nói chuyện, khi nào đến phiên mặt hàng bẩn như ngươi xen vào. Đúng là không chết thì không được. Tần Nguyên còn chưa kịp nói, sắc mặt Phong Vô Trần đã phát lạnh, đột nhiên giận dữ nói. Chương 895, Dung chuyển. Tần Thành Chủ không phải đang chất vấn trực tiếp thuộc hạ của ta, hắn trả lời trực tiếp thì có vấn đề gì sao? Ngược lại ngươi là thứ gì mà chen vào, có người hỏi ngươi sao? Thần Dương liếc nhìn Phong Vô Trần lạnh lùng nói, "Ngươi?" Phong Vô Trần giận dữ, chỉ vào Thần Dương đang muốn phát tác. Khục, khục, Vô Trần lui ra, chớ để mất lễ nghi thần thành chủ điều khiển thủ hạ có nguyên tắc rõ ràng, bội phục, bội phục. Tần Nguyên khoát tay chặn phong vô trần, bề ngoài tươi cười nhưng trong lòng không vui nói. Cũng thế thôi thần dương cười nhạt nói. Hàn lập nghe những lời này thần sắc thủy chung không chút gợn sóng, dường như sự việc không hề liên quan đến hắn. Ánh mắt phong vô trần nhìn hàn lập tràn đầy sát khí. Hừ, một kẻ bất nhân bất nghĩa, vô sĩ xoán vị mà còn làm bộ làm tịch, quả thực làm người khác buồn nôn, Ngươi thật cho là chúng ta không dám ra tay tiêu diệt ngươi sao? Phù Kiên đột nhiên trừng mắt, cắt ngang quát. Xem ra Phù Thành Chủ có khúc mắc không nhỏ với thần mỗ, muốn tiêu diệt tại hạ, nếu thế có thể thử một chút xem sao. Thần Dương cười, không chút nhượng bộ nói. Nhóm Thanh Dương thành gồm mấy người đồ cương thấy thế, nhao nhao đứng lên, thái độ bất thiện trừng mắt nhìn đám người Phù Kiên. Nhóm Thông Dư Thành thuộc hạ của Phù Kiên thấy thế cũng đứng lên nhìn đáp trả, huyền chỉ thành chủ Tần Nguyên mặc dù không nói gì nhưng cũng ho khan mấy tiếng. Đám thuộc hạ của Tần Nguyên do phong vô trần cầm đầu ánh mắt nhìn về đám người đồ cương với vẻ kích động. Một bầu không khí dương cung bạt kiếm tràn ngập đại điện, như chỉ chờ một ngồi lửa nhỏ sẽ bùng phát chiến sự. Ô, dường như ta đã tới chậm à, chư vị xin bình tĩnh chớ vội, đừng để tổn thương hòa khí. Đúng lúc này, một giọng nói cổ quái từ ngoài điện truyền vào. Chỉ thấy một lão giả mập mạp, dâu quai nón, mặc áo màu xám, mỉm cười nói với mọi người mọi người đều dưới chướng huyền thành nên hỗ trợ lẫn nhau nhất quyết không nên tự tàn sát nhau nếu thật sự muốn động thủ sống chết cũng nên chờ tới hội võ nam thành rồi ra tay cũng không muộn tôn đạo hiếu từ khi từ biệt đạo hiếu vẫn khỏe chứ thần dương thấy người mới vào trên mặt vui vẻ nói thần dương thành chủ hặc hặc chúc mừng chúc mừng a à. lão giả áo xám thi lễ cười nói vừa nói chuyện lão giả áo xám dẫn theo đám thuộc hạ ngồi xuống đối diện nhóm của Hàn Lập. Người này là người đầu tiên trong ba đại diện thành trì phụ thuộc huyền thành có thái độ hòa nhã, tươi cười chào đón bọn hắn. Người này chắc là Bạch Nham thành chủ tôn đồ rồi. Hàn Lập truyền âm hỏi cốt thiên tầm, đúng vậy, chính là hắn. Người chớ nhìn hắn dáng vẻ tươi cười, giúp đỡ người khác mà nhầm. Trên thực tế, hắn mới chính là kẻ đại diện cho thành trì mạnh nhất dưới chướng huyền thành. Chỉ là xưa nay hắn thâm tàng bất lộ mà thôi. Ngươi nhìn thấy tên ra hỏa mặt heo phía sau hắn không? Cốt thiên tầm vừa truyền âm giải thích, vừa hỏi. Hàn lập thoáng nghiêng người nhìn phía sau thân thể bé ú của tôn đồ, có một thiếu niên dáng người thấp lùn, dung mạo xấu xí, vẫn chưa ngồi xuống, đang đứng sát tôn đồ. Thiếu niên này có gương mặt tương tự như heo, nói thì có vẻ khuyết đại nhưng quả thật hắn có một cái mũi hếch lên trên, bờ môi lại to, càng nhìn càng giống heo. Gương mặt thiếu niên này lại khá rộng, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, trong tay đang cầm một cái chân lân thú nướng để gặp ánh mắt không rời chân thú nửa phần ta thấy rồi tên này có chỗ nào đặc biệt hàn lập nghi ngờ truyền âm hỏi hắn tên là phương thiền ngươi chớ nhìn hắn dáng vẻ ngốc nghếch bộ dạng vô hại mà lầm một khi hắn ra tay chém giết sẽ lập tức thay đổi thành một con người khác không biết nguyên nhân gì hắn có khả năng thông qua miệng và mũi phát ra một loại sóng âm công kích kỳ lạ khiến đối thủ mất năng lực phản kháng lúc trước ta cũng đã nếm qua không ít thiệt thòi từ hắn a cốt thiên tầm truyền âm trả lời. Nghe đến đó, Hàn Lập thâm sâu nhìn Phương Thiền một cái, ghi nhớ lời miêu tả của cốt thiên tầm vào trong lòng. Thấy việc tôn đồ đến trở thành sự tình hòa hoãn, thần dương tự nhiên biết thời biết thế dẫn đầu đám người đồ cương nhân thể ngồi xuống. Phù Kiên và Tần Nguyên liếc nhìn nhau, lần lượt cùng thuộc hạ ngồi xuống. Tần Đạo Hữu và Phù Đạo Hữu đến huyền thành khi nào? Tôn đồ nhìn về phía hai người hỏi, ta đến đây hai ngày trước mà thôi. Tần Nguyên vui vẻ trả lời, ta thì sớm hơn hắn mấy ngày tiếp theo Phù Kiên vừa khép hai mắt, vừa trả lời. Hai, do ta có chuyện trì hoãn nên vừa đến đây hôm qua, chưa kịp bái phỏng hai vị. Cũng đã lâu chúng ta không gặp nhau A Tôn đồ cười nói. Khục, khục, từ kỳ hội võ năm thành lần trước đến nay, chúng ta đã không gặp nhau. Chỉ là không nghĩ đến, lần trước từ biệt đỗ đạo hiếu, vậy mà đến nay không còn gặp lại nữa. Tần Nguyên tiếc hận nói, vạn sự do mệnh, thần dương đạo hiếu có thể mạnh mẽ thay thế chức thành chủ, cũng là dựa vào bản lãnh của hắn. Tần đạo hữu cũng không nên quá để ý làm gì, tôn đồ mở miệng nói, hai người đang nói chuyện, bỗng ngoài cửa điện có tiếng bước chân trầm trọng vang lên, dẫn đầu là một trung niên dáng người trung đẳng, dung mạo bình thường, bước qua cánh cửa đi đến, sau lưng là một nam, một nữ mặc cốt giáp đi cùng. Hai bên thái dương của trung niên hán tử hơi điểm bạc, khóe mắt thậm chí còn có một ít nếp nhăn, hình dáng hết sức bình thường, thoạt nhìn giống như một nông phu có thể thấy thường xuyên trên đường phố, Ngược lại hai người phía sau hắn, một kẻ thì tướng mạo đường đường, tư thế oai hùng, một người thì dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao cao tại thượng. Bộ giáp bằng xương hai người mặc cũng lộ vẻ bất phàm, phía trên có khắc đường vân tinh xảo, càng nhìn càng thấy hoa mỹ. Có hai người này đi theo, lại tôn lên được khí chất của người trung niên, khiến người khác nhìn không thấu. Vừa thấy ba người mới tiến vào đại điện, hai người phù kiên cùng Tôn Đồ lập tức đứng lên, Tần Nguyên Thu lại hai chân đang gác lên bàn, chậm một chút cũng trang nghiêm đứng lên. Đám thuộc hạ của Ba Thành cũng nhao nhao đồng loạt đứng lên. Thần Dương chỉ huy đám người Thanh Dương Thành phản ứng cũng không chậm, lập tức đoán được thân phận của trung niên kia, đồng loạt đứng lên. Tham kiến Ách Quái Thành chủ mọi người đồng loạt hành lễ, đồng Thanh nói. Hàn Lập lúc này chợt chú ý thấy ánh mắt Cốt Thiên Tầm luôn tập trung nhìn gã thanh niên tư thế oai hùng mặc giáp xương phía sau Ách Quái. Như thế nào, Cốt đạo hữu là nhìn chúng tướng mạo tuấn tú của thanh niên này hay là có cửu oán với hắn? Hàn Lập truyền âm hỏi hắn tên là Chu Tử Nguyên, tu luyện một công pháp thượng cổ luyện thể cổ quái, tu vi sâu không lường được. Lúc trước hắn đã liên tục mấy lần đoạt danh thủ lĩnh trong cuộc hội võ năm thành, nhưng thực tế lần nào hắn cũng chưa toàn lực ra tay. Người cũng nên cầu nguyện sẽ không gặp hắn sớm đi cốt thiên tầm không để ý câu hỏi có ý trêu chọc của Hàn Lập mà nghiêm túc truyền âm trả lời. Chỉ thấy khi vị trung niên kia đi đến vị trí chủ tọa, trên mặt bộ dạng vui vẻ, nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo mọi người ngồi xuống. Một người đều thấy nhưng không một ai ngồi xuống. Ách quái thấy thế, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lập tức dẫn đầu ngồi xuống. Hai người nam, nữ mặc giáp phân biệt một trái, một phải đứng phía sau lưng ách quái. Sau đó, trong đại điện bốn vị thành chủ liên tiếp ngồi xuống, đám thuộc hạ cũng lần lượt ngồi theo. Chư vị đạo hữu đường xa đến đây, huyền thành tiếp đón không chu toàn, xin các vị thứ lỗi ách quái nói, dường như không muốn đề cập đến chuyện xung đột của mọi người trong đại điện vừa rồi. Ai ra, ách thành chủ xem đây là nơi nào mà lại nói thế thật sự xem chúng ta là người ngoài rồi tôn đầu nghe vậy vội vàng nói ha ha hội võ năm thành luôn là sự kiện trọng đại của huyền thành chúng ta xem như là một nghi thức hiển lộ thực lực tổng thể của từng thành trì có tác dụng tăng cường sự liên kết giữa năm thành trì chúng ta xúc tiến gia tăng thực lực tóm lại là có chỗ tốt không nhỏ a à? ách quái vừa cười vừa nói đám người tôn đầu nghe vậy nhao nhao gật đầu đồng ý ta xem những người tham dự sự kiện lần này có thêm nhiều gương mặt mới không tệ không tệ Huyền Thành nhất mạch chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, mỗi lần hội võ năm thành thêm nhiều gương mặt mới, như thế mới thể hiện được các thành trì bừng bừng sinh khí a. Ánh mắt Ách Quái đảo qua mọi người, đặc biệt là dừng lại một lát khi nhìn nhóm người Thần Dương, ánh mắt vui mừng nói: "Tần Nguyên và Phù Kiên nghe vậy liếc nhìn nhau, dù ngoài mặt vui vẻ nhưng đáy lòng oán thầm không thôi. Lần này Huyền Thành thành chủ thể hiện thái độ như vậy, chẳng phải là công khai cổ vũ hành vi của những kẻ giết chủ soán ngôi như Thần Dương hay sao?" sau này thuộc hạ của bọn hắn nếu có người như thế chẳng phải là cũng sẽ nhận được sự ủng hộ bất quá dù trong lòng bất mãn bọn hắn cũng không dám biểu lộ chút nào dù sao bề ngoài nhìn ách quái thành chủ biểu hiện ôn hòa nhưng đây chính là đệ nhất nhân đứng đầu thế lực huyền thành những năm gần đây khôi thành bên kia thực lực tăng lên cực nhanh tuy rằng bọn hắn một mực ẩn nhẫn không phát không xung đột trực tiếp quy mô lớn với chúng ta nhưng tại một số ít khu vực giáp danh bọn hắn bố cục càng thêm chu đáo chặt chẽ mơ hồ đã bắt đầu chiếm thế thượng phong chúng ta không thể không cảnh giác a à ách quái bỗng nhiên thở dài nói thành chủ đại nhân nói đúng mấy năm gần đây trực thuộc khôi thành là hắc lương thành giáp danh thông dư thành chúng ta thường xuyên phái đội ngũ thợ săn vượt biên giới tiến vào địa bàn chúng ta săn giết lân thú tuy rằng mỗi lần cùng đội ngũ thợ săn chúng ta tiếp xúc bọn hắn liền chủ động thối lui nhưng tình huống như thế này càng ngày càng nhiều khiến cho chúng ta cảm thấy bất an phù kiên nghe vậy nhăn mày nói Tình huống chúng ta bên này cũng không sai biệt lắm, chỉ bất quá bạo phát mấy lần xung đột quy mô nhỏ, cuối cùng phần lớn là chúng ta chiếm phần thắng tôn đổ lộ ra một chút tự đắc tiếp lời. Huyền chỉ thành chúng ta cách khôi thành khá xa, vì vậy còn tương đối an tĩnh, chỉ bất quá vẫn có một ít gián điệp lén lút trà trộn vào. Trước khi đến đây, ta còn tự tay xử tử một tên huyền đấu sĩ chiến lực không tầm thường, tên kia ẩn nấp tại huyền đấu trường của ta mấy nghìn năm. Cuối cùng bị ta bước đến tuyệt cảnh mới lộ ra tuyệt kỹ ẩn giấu là khôi lỗi chi thuật tần nguyên cũng mở miệng nói. Ai, xem ra bây giờ thế cục dung chuyển à, lại nói Thanh Dương Thành lúc trước xảy ra biến cố không nhỏ, chỉ sợ là nơi dễ dàng nhất bị gián điệp khôi thành trà trộn, thần Dương Thành chủ cũng phải cẩn thận một chút a. À. Tôn đồ nhìn về phía thần Dương bên này, thâm ý nói. chương 896, tìm hỏi lục hoa phu nhân. Thành chủ đại nhân, Thanh Dương Thành bên này bất kể quá khứ hay là hiện tại, cũng chưa bao giờ buông lỏng phòng bị khôi thành, về điểm này xin ngài yên tâm. Thần Dương không để ý đến tôn đồ, trực tiếp ôm quyền nói với ách quái. Không sao, không sao, ta cũng bỗng nhiên nhớ lại chuyện này, hỏi vài ba câu thôi. Bây giờ trở lại chuyện chính, trước tiên nói một chút về tình huống hội võ năm thành lần này. Ách quái khoát tay một cái, nói, mọi người nghe vậy, đều an tĩnh lại, chờ gã mở miệng tiếp. Quy tắc cụ thể không khác trước quá nhiều, bốn thành các ngươi mỗi thành tiến cử 12 người, bất luận là các đội trưởng, hay là thủ lĩnh huyền đấu sĩ, đều có thể tham gia. Chủ thành huyền thành thì phái ra 16 người, tổng cộng là 64 người cùng nhau tỉ võ theo từng cặp. Chỉ cần cuối cùng có thể tiến vào ba hạng đầu, sẽ được một phần trọng thưởng, mà thông qua nhiều vòng tỉ thí, người đạt được hạng nhất sẽ có được một phần thưởng trọng đại không tưởng. Ách quái cười một tiếng, nói, khụ 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 khụ, phần thưởng trọng đại không tưởng không biết là vật gì a? À? Làm sao thành chủ đại nhân hôm nay lại bí mật như vậy chứ? Chân mày tần nguyên cao lại, cười hỏi, cách hội võ chính thức còn đến 3 tháng, chư vị trước cho phép ta giữ kín điều này đến khi hội võ chính thức khai mạc sẽ công bố tóm lại tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng trên mặt ách quái nở nụ cười càng nồng đậm hơn mọi người nghe vậy tự nhiên cũng không dị nghị nữa trong 3 tháng này chư vị có thể ở tạm trong biệt huyền huyền thành ta tu hành nếu muốn luyện tay một chút trước thời hạn cũng có thể đi vào mấy tòa huyền đấu trường trong thành tham dự huyền đấu tự do là được ách quái nói rút lời gã lại hàn huyên một lát với mọi người sau đó rời đi trước sau hội nghị ngắn ngủi mỗi người tứ đại thành trì đều có tâm tư riêng cũng không có tâm khí so tài với nhau mỗi đám người tần nguyên phủ kiên mang đội ngũ của mình rời đi trước đám người thần dương đi ra đại điện cuối cùng liền thấy tên nam tử đồng tùng kia còn chờ ở ngoài điện chư vị khách quý thanh dương thành lúc này có muốn đi dạo một chút trong thành không hay là theo ta đi biệt uyển huyền thành đồng tùng chủ động tiến lên đón mở miệng hỏi đi xa vất vả hồi lâu làm phiền đạo hữu trước dẫn chúng ta đến biệt uyển đi Thần Dương nhìn qua Quốc Thiên Tầm và Hàn Lập, rồi mở miệng nói. Được, mời chư vị theo ta. Đông Tùng gật đầu một cái, nói. Mọi người liền theo sự hướng dẫn của gã, ra khỏi phủ thành chủ, một đường đi về hướng Tây Thành, cuối cùng đi tới một dãy nhà chiếm diện tích lớn hơn so với phủ thành chủ. Thực sự xin lỗi, người của ba thành kia tới sớm trước đã chọn vị trí trung tâm của biệt huyền có điều kiện tốt hơn. Còn lại hai nơi là Lương Phong Tiểu Trúc và Bạch Thạch Viên, mặc dù hoàn cảnh không tệ nhưng khách xá phân bố hơi thưa thớt mà khoảng cách nơi này lại xa trung tâm nên sợ là nếu chư vị ở sẽ bị phân tán với họ. Vừa vào cửa biệt huyền, đồng tùng mang theo vẻ ái náy nói. Việc này không sao, phân tán một chút ngược lại cũng là chuyện tốt, càng thêm thanh tính. Tâm tư thần dương có chút phiêu hốt, không vấn đề nói. Vậy thì tốt, đồng tùng cười nói, mọi người liền theo gã, đi về phía phía tây nam bên trong biệt huyền, chỗ lương phong tiểu trúc. Gian phòng ở đây xây xếp hàng như khách sạn, rất là đơn giản, tài liệu sử dụng cũng chính là loại hắc thạch có thể ngăn cách thần thức, nên làm cho mọi người an tâm hơn không ít. Gian phòng rất nhiều, đám người hàn lập mỗi người ở một gian. Hàn lập kiểm tra gian phòng một chút, thấy trong phòng cũng không bị người dở trò, lúc này mới yên tâm khoanh chân ngồi xuống tĩnh tọa. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã đến đêm khuya. Hàn lập bỗng nhiên mở mắt ra, kéo cửa phòng đi ra ngoài. Bên ngoài là một mảnh yên tĩnh, một vầng trăng sáng trên cao không, phát ra quang mang sáng ngời càng làm nơi này thêm an tính. Hàn lập nhìn trăng tròn giữa không chung một lát, khẽ nhíu mày, sau đó liền thu hồi tầm mắt, đi về phía trước, rất nhanh đi tới trước một căn phòng, khẽ gõ cửa một cái. Lệ đạo hiếu, mấy hơi thở sau, bên trong cửa truyền ra một thanh âm, ngay sau đó cửa phòng không nhanh không chậm từ từ mở ra, bóng người giải đạo nhân xuất hiện ở bên trong cửa. Thần dương đạo hiếu, đêm khuya quấy dày rồi, hàn lập nhìn giải đạo nhân một cái, ánh mắt lé lên, bước vào. Nơi này chính là gian phòng Thần Dương, lúc này Thần Dương cũng không nghỉ ngơi, ở bên trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. "Đâu có, Lệ Đạo Hữu mời ngồi, không biết đêm khuya ngươi tới thăm có chuyện gì không?" Thần Dương cười hỏi, "Trước ta cùng Thần Đạo Hữu ước định, nếu ngươi không thể tìm ra phương pháp giải trừ hắc kiếp trùng, liền đổi một yêu cầu khác đúng không? Giờ Lệ Mộ tới là để thương lượng với Thần Đạo Hữu chuyện này." Sau khi Hàn Lập ngồi xuống, vào thẳng vấn đề nói không sai không biết lệ đạo hữu yêu cầu chuyện gì chỉ cần thần mỗ có thể làm được nhất định sẽ dốc hết toàn lực sẽ không để lệ đạo hữu thất vọng lần nữa thần dương gật đầu nói ta muốn nhờ thần đạo hữu giúp ta kiểm tra hai người một người là thạch không người kia gọi là tử linh chính là một nữ tu bị người đưa vào tích lân không cảnh trong vòng trăm năm gần đây nhờ thần đạo hữu cho ta thông tin rõ ràng trước khi hội võ bắt đầu hàn lập chậm rãi nói thần dương nghe vậy khẽ run ngay sau đó mặt lộ vẻ khó xử. Tử Linh ngươi nói, ta ngược lại có thể giúp ngươi điều tra một chút, người này nếu là nữ tu, lại mấy chục năm trước mới vừa tiến vào tích lân không cảnh, nếu như lúc này tới huyền thành, sẽ không khó tra lắm. Bất quá thạch không, lúc này đang ở trong tay ách quái, muốn điều tra thì rất khó khăn. Thần Dương cười khổ nói, nếu như dễ dàng, lệ mỗ cần gì phải nhờ thần đạo hiếu. Hàn lập khẽ cười một tiếng, cũng được, thần mỗ đã lỡ lời một lần, tuyệt sẽ không lỡ lời lần nữa, lệ đạo hữu ngươi yên tâm trước khi hội võ bắt đầu thần mỗ tất nhiên sẽ cho ngươi câu trả lời rõ ràng thần dương im lặng chốc lát trịnh trọng nói như vậy làm phiền thần đạo hữu hàn lập khẽ mỉm cười cũng không ở lại lâu rất nhanh cáo từ rời đi trở lại chỗ của mình một đêm yên lặng sáng sớm ngày thứ hai sau khi hàn lập rửa mặt xong đang muốn ra cửa chợt nghe tiếng gõ cửa truyền tới chính là một người hầu trẻ tuổi thanh dương thành lần này tới huyền thành trừ đám người hàn lập thần dương còn mang theo một ít người hầu, xử lý một ít chuyện vụn vặt. Lệ tiền bối, thành chủ mời ngài đến chỗ của người. Người hầu trẻ tuổi cung kính nói, người có biết thành chủ kêu ta chuyện gì không? Hàn lập hỏi tỉnh rụi, vãn bối không biết, người hầu trẻ tuổi lắc đầu một cái. Dẫn đường đi, hàn lập khẽ nhíu mày một cái, trong miệng nói. Người hầu trẻ tuổi mang hàn lập rất nhanh đi tới chỗ ở của thần dương. Trong mắt hàn lập lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn vốn cho là thần dương kêu hắn tới, chính là có chuyện muốn thương nghị cùng hắn nhưng lúc này trong chỗ ở thần dương lại đứng đầy người đám người cốt thiên tầm dịch lập nhai hùng bi đều ở đây thấy hàn lập đi vào cốt thiên tầm mỉm cười gật đầu lên tiếng chào hàn lập cũng gật đầu đáp lại vào thời khắc này chợt cảm thấy một ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn qua quay đầu nhìn lại thì chính là dịch lập nhai dịch lập nhai thấy hàn lập cảm ứng được mình nhìn cũng không lùi bước chút nào chừng hàn lập một cái lúc này mới rời ánh mắt đi hàn lập khẽ nhíu mày bụng đầy nghi hoặc trên đường tới huyền thành hắn cảm giác được dịch lập nhai này có chút định ý với hắn chỉ là hắn và người này bất quá mới quen thậm chí cũng chưa nói chuyện với nhau quả thực không hiểu tại sao dịch lập nhai lại có định ý với mình qua một lúc lâu lại có mấy người đi vào toàn bộ đám người thanh dương thành đều đã tụ tập gọi các người tới đây chính là có một số việc phải dặn dò trước thần dương nhìn mọi người nói mọi người ngưng thần lắng nghe bây giờ cách ngày hội võ khai mạc một đoạn thời gian hiện trong thành thế lực khắp nơi tề tụ, tình hình phức tạp, các ngươi nếu không có chuyện gì trọng yếu, liền tận lực đợi ở chỗ của mình, nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn nếu có chuyện cần đi ra ngoài, nên nhớ không được sanh sự, va chạm với người thành trì khác, nếu không ta nơi này cũng khó xử. Thần Dương nói, vâng, hôm qua mọi người cũng tận mắt thấy thái độ người những thành khác đối với Thanh Dương Thành, ác nhiều thiện ít, nên liền dối giết gật đầu đáp ứng. Thần Dương thấy mọi người gật đầu, mặt lộ vẻ hài lòng. Thành chủ đại nhân, hôm qua ở huyền thành người nọ có nói, hội võ tứ đại phụ thành lần này, mỗi thành chúng ta phái ra 12 người, giờ phút này người trong chúng ta rõ ràng nhiều hơn con số này, xin hỏi thành chủ đã dự định phái 12 người nào ra so tài chưa? Dịch lập nhai chợt mở miệng hỏi, nghe lời này, vẻ mặt mọi người tại đây đều sáng lên, nhìn lại thần dương. Vấn đề này đã nằm trong lòng bọn họ đã lâu, tham dự hội võ ngũ thành chính là vinh quang cực lớn, huống chi còn có trọng thưởng ở phía trước. Mọi người rất có lòng tin đối với thực lực của mình, cho nên cũng rất khát vọng có thể lên đài dự thi. Chuyện này không gấp, danh sách thi đấu, trước khi hội võ bắt đầu ta sẽ tuyên bố. Tốt rồi, các người đều trở về đi, trong mắt thần dương hơi thoáng lóe sáng, từ từ nói. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng, dối rít cáo từ rời đi. Hàn lập đi ra chỗ ở thần dương, ý niệm trong lòng chuyển động, đang muốn đi ra phía ngoài. Mặc dù thần dương nói bọn họ tận lực không nên đi ra ngoài, bất quá lần này hắn có chuyện quan trọng muốn làm. Lệ đạo hiếu, người đang tính đi ra ngoài sao? Một thanh âm từ phía sau truyền tới, chính là cốt thiên tầm. Không sai, mới đến huyền thành, ta dự định đi ra ngoài dạo chơi một chút. Hàn lập dừng bước lại, lệ đạo hiếu chẳng lẽ muốn tìm lục hoa phu nhân, do hỏi hắc kiếp trùng. Môi cốt thiên tầm khẽ nhúc nhích, truyền âm hỏi. Đúng vậy, hàn lập ở trước mặt cốt thiên tầm, cũng không giấu giếm. Hắc kiếp trùng là một cây gai trong lòng hắn, không rút ra, từ đầu đến cuối hắn khó an tâm được ta cũng đang muốn đi dò xét chuyện này không bằng cùng đi với nhau như thế nào lục hoa phu nhân chính là đệ nhất luyện khí đại sư huyền thành cũng không phải là người dễ gặp vẻ mặt cốt thiên tầm ngưng trọng nói cũng tốt hàn lập nghe vậy khẽ run gật đầu một cái hai người bước nhanh ra phía ngoài bóng người rất nhanh biến mất ở phía trước mấy bóng người đi ra từ dưới bóng cây cách đó không xa chính là đám người dịch lập nhai độc long đồ cương dịch lập nhai nhìn phương hướng đi của hai người sắc mặt âm trầm vô cùng hai người hàn lập rất nhanh đi ra biệt huyền, do cốt thiên tầm dẫn đường, đi vào trong thành. Do ảnh hưởng của hội võ năm thành, dòng người bên trong thành như thoi đưa, cửa hàng hai bên đường phố răng đèn kết hoa, đồ vật buôn bán trong cửa hàng, phẩm chất rõ ràng cao hơn một bước so với thanh dương thành. Diện tích bên trong huyền thành cực lớn, khu phố phồn hoa nối tiếp nhau, so sánh thanh dương thành với nơi này, quả thật là vừa bẩn vừa nát, kém đâu chỉ một bước. chương 897, không cho khách vào không ngờ huyền thành này lại phồn hoa náo nhiệt như thế, không kém bao nhiêu so với ngoại giới. Ánh mắt Hàn Lập nhìn quanh, mở miệng tán thưởng nói. Nơi đây là chủ thành của huyền thành, đương nhiên phải như vậy. Cốt thiên tầm lơ đễnh nói. Hai người rất nhanh đi qua vài quảng trường, phía trước dần dần ra khỏi quảng trường phồn hoa, cảnh vật xung quanh bắt đầu thưa thớt. Đi tiếp một lát, hai người tới gần một tòa bảo tháp đỏ thấm được xây dựa vào núi, liền dừng bước lại. Bảo tháp chiếm diện tích khá lớn, cao bảy tám chục trượng, trên dưới bao gồm 9 tầng, xung quanh tháp minh khắc vô số phù văn đỏ thấm, đồng thời liên tục tỏa ra nhiệt độ cực nóng, giống như đang đứng trên một miệng núi lửa. Nơi này là chỗ ở của lục hoa phu nhân sao? Hàn lập nhìn bảo tháp đỏ thấm trước mắt, hỏi, không sai, lục hoa phu nhân ở tầng thứ 9 của diễm dương tháp này, nhưng muốn gặp hắn cũng không dễ dàng. Cốt thiên tầm nhìn về phía đỉnh của bảo tháp, nói. Cốt đạo hiếu hình như biết qua lục hoa phu nhân này, không biết vị lục hoa phu nhân này là người như thế nào hàn lập nhìn như tùy ý hỏi cũng không hẳn là hiểu rõ chỉ cần là người đã tới huyền thành cơ bản không ai không biết đại danh lục hoa phu nhân luyện khí đại sư đệ nhất huyền thành trong mắt cốt thiên tầm hiện ra một tia khát khao thuật luyện khí của vị lục hoa phu nhân thật sự lợi hại như vậy sao hàn lập nhíu mày hỏi đó là đương nhiên nghe nói trước khi lục hoa phu nhân bị giam vào tích lân không cảnh đã từng luyện chế ra thánh khí tam phẩm cốt thiên tầm nói thánh khí tam phẩm hàn lập chấn động Ma khí của người ma tộc được gọi là thánh khí, đẳng cấp phân chia ma khí dựa theo phương pháp phân chia của tiên khí. Ngoại trừ trưởng thiên bình không biết đẳng cấp, bảo vật lợi hại nhất mà Hàn Lập từng thấy là thiên hồ hóa huyết đao, còn có la trá tỷ, cũng chỉ là tiên khí tam phẩm. Hai kiện tiên khí này đều cho hắn cảm giác sâu không lường được, dùng thực lực của hắn cũng không cách nào hiểu rõ. Lục hoa phu nhân này lại rèn được tiên khí đồng cấp với thiên hồ hóa huyết đao, la trá tỷ bà sao thuật luyện khí của người này quả thực khiến người ta khiếp sợ. Có lẽ thuật luyện khí của người này đã tới đỉnh cao, nhưng đó là ở bên ngoài, bây giờ đang ở trong tích lân không cảnh này, bất kể là ma khí hay tiên linh lực đều không thể sử dụng. Thuật luyện khí của hắn dù có 10 thành, chỉ sợ một thành cũng không phát huy ra được. Ngay lập tức Hàn lập lại nhíu mày nói, đúng thực như vậy, chẳng qua lục hoa phu nhân dốc lòng nghiên cứu, dùng lực lượng tinh thần thay thế phương pháp ma khí hoặc tiên linh lực, phương pháp này có thể nói là hình thành một phái riêng. Cốt thiên tầm liếc nhìn Hàn Lập, nói thêm, chẳng lẽ toàn bộ những cấm chế hình thành từ lực lượng tinh thần thấy trong thanh dương thành đều xuất phát từ tay lục hoa phu nhân. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, không chỉ như vậy, nghe nói lục hoa phu nhân còn tìm cách quán chú lực lượng tinh thần vào trong binh đao, khiến chúng có thể phát huy uy năng giống như những thánh khí bên ngoài. Chẳng qua luyện chế một kiện binh khí như vậy cần tiêu hao đại giới rất lớn, chúng ta không thể trông chờ vào nó được. Cốt thiên tầm không khỏi tiếc nuối nói, Hàn Lập nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu không nói gì đi thôi cốt thiên tầm nói một tiếng cất bước về phía trước hai người tới trước diễm dương tháp cửa lớn trước tháp đóng chặt một cỗ lực lượng cực nóng tản ra từ bên trong nghe nói diễm dương tháp này xây trên miệng một ngọn núi lửa trong tích lân không cảnh không cách nào thúc giục ma khí chỉ có thể dựa vào lực lượng địa hỏa để luyện khí cốt thiên tầm giải thích một câu hàn lập yên lặng gật đầu nhìn xung quanh xung quanh cũng là một mảnh yên tĩnh một bóng người cũng không có. Kỳ quái, nếu lục hoa phu nhân là luyện khí đại sư, sao nơi này lại yên tĩnh như vậy? Chẳng lẽ không có ai đến tận cửa cầu lấy vũ khí? Thần sắc hàn lập khẽ động, hỏi, lục hoa phu nhân là luyện khí sư dùng riêng của ách quái thành chủ, địa vị tôn quý, hơn nữa hắn không thích bị người khác quấy dày. Chính vì vậy nên không kẻ nào dám đến đây cầu lấy vũ khí đấy. Cốt thiên tầm nói xong, tiến lên gõ cửa, gõ cửa một hồi lâu mới có người đáp lại, một thanh niên vóc người mập lùn, đầu mọc một nhọt đi ra. nhị vị có chuyện gì? thiếu niên mập lùn không kiên nhẫn quét qua hai người Hàn Lập, lười biếng hỏi. chúng ta mến một tiếng Tam Lục Hoa Phu Nhân đã lâu, hôm nay cố ý tới chơi, muốn gặp mặt một lần. mong tiểu ca thông truyền một tiếng. Cốt Thiên Tầm chắp tay nói, Hàn Lập cũng thi lễ một cái. a, à, hai người các ngươi đến thật không khéo. mấy ngày trước đại nhân đã bắt đầu bế quan, xin miễn tiếp khách, mời trở về đi. thiếu niên mập lùn khoát tay áo trực tiếp hạ lệnh trục khách. Không biết khi nào Lục Hoa phu nhân mới có thể xuất quan. Hàn Lập nhướng mày, hỏi: "Không rõ, đại nhân bế quan đều có nguyên do, nói ngắn thì 7, 8 năm đã có thể xuất quan, nói dài chỉ sợ cần hơn trăm năm." Thiếu niên mập lùn nói xong liền muốn quay người trở lại trong tháp. "Vị tiểu ca này xin chờ một chút, chúng ta là" Cốt Thiên Tầm tiến lên trước một bước, gọi thiếu niên mập lùn lại. "Hừ, thật là cho thể diện mà không cần, thân phận đại nhân nhà ta là gì?" há người nào cũng có thể cầu kiến đi mau đi mau thiếu niên mập lùn có chút không kiên nhẫn nói không sai hai huyền đấu sĩ thanh dương thành chỉ như nô lệ mà ngung cuồng cầu kiến lục hoa phu nhân thật sự là không biết trời cao đất rộng một âm thanh chê cười truyền đến từ phía sau một bóng người áo trắng thản nhiên đi tới đúng là người lúc trước có chút xung đột với hắn trong đại điện thành chủ phong vô trần huyền chỉ thành đi sau y còn có một nam tử trung niên mặc phục sức huyền chỉ thành mặt đen râu quai nón đồng tử trong đôi mắt trợn lên lấp loáng, khiến người ta có cảm giác hung tàn như dã thú. Hàn Lập nghe vậy nhíu mày, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Nét mặt cốt thiên tầm vẫn bình tĩnh, không thấy hỉ nộ. Phong vô trần liếc mắt nhìn hai người Hàn Lập một chút, tiến lên khẽ gật đầu với thanh niên mập lùn, lấy ra một bái thiếp màu vàng, nói tại hạ Phong vô trần, phụng mệnh nghĩa phụ thành chủ huyền chỉ thành, đặc biệt đến bái kiến lục hoa phu nhân. Đây là bái thiếp, kính xin đạo hữu thông truyền thay. Thì ra là Phong đạo hiếu xin ngài chờ một chút tại hạ sẽ thông truyền giúp ngài nhưng gặp hay không là do đại nhân quyết định thanh niên mập lùn nhìn tên ký trên bái thiếp thân sắc trên mặt lập tức thay đổi biến thành biểu tình nịnh nọt lại có chút áy náy nói gã chỉ là một người canh cổng cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc chuyện này là đương nhiên phong vô trần mỉm cười nói vẻ mặt tràn đầy tự tin thanh niên mập lùn lại gật đầu nhẹ với phong vô trần quay người đang muốn đi vào trong vị đạo hữu này xin chờ một chút chỗ này ta cũng có một tín vật kính xin các hạ thay trình lên cốt thiên tầm mở miệng gọi thanh niên mập lùn lại lấy ra một lệnh bài xương màu trắng mộc mạc phía trên có một vết dạn vắt ngang thoạt nhìn là vật có niên đại cực lâu hai mặt lệnh bài đều minh khắc vài đạo phù văn như nước chảy chấp động bạch quang nhàn nhạt hàn lập thấy vậy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc thanh niên mập lùn nghe vậy bất giác dừng bước lại nhìn gương mặt bình tĩnh của cốt thiên tầm trong lòng dùng mình biểu tình khinh thường lúc trước lập tức thu liếm hơn phân nửa lại nhìn về phía lệnh bài sương mộc mạc đang muốn đi lên tiếp nhận một khối phá cốt bài mà cũng được coi là tín vật giả danh lừa bịp phong vô trần liếc qua cười nhạo một tiếng tuy y biết thực lực cốt thiên tầm không kém nhưng chỉ là một huyền đấu sĩ ở thanh dương thành địa vị đê tiện không đáng để vào mắt thanh niên mập lùn nghe vậy bước chân không khỏi ngừng lại ngươi là thủ vệ của diễm dương tháp hà thân là thủ vệ nên làm tốt việc của thủ vệ không được tự cho là thông minh vượt qua bổn phận làm trễ nãi đại sự, người không có khả năng đảm đương nổi đâu. Cốt thiên tầm nhàn nhạt nói, các hạ nói rất đúng, xin mời nhị vị cũng chờ ở đây một chút, ta đi bẩm báo với đại nhân. Sắc mặt thanh niên mập lùn biến đổi, tiếp nhận lệnh bài của cốt thiên tầm, nhanh chóng tiến vào diễm dương tháp. Sắc mặt phong vô trần trầm xuống, hư lạnh một tiếng, cũng không tức giận. Nơi đây là chỗ ở của lục hoa phu nhân, y cũng không dám làm càn. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt qua hơn nửa canh giờ, thế nhưng thanh niên mập lùn dường như biến mất vẫn chưa thấy bóng dáng trở lại trên mặt phong vô trần lộ ra một tia không kiên nhẫn vào lúc này một hồi tiếng bước chân truyền ra từ bên trong lập tức một đạo nhân ảnh từ trong lóe ra đúng là thanh niên mập lùn kia thật sự là có lỗi để cho mấy vị đợi lâu đại nhân vừa mới có chút việc riêng lại không thích bị người khác quấy dày vì vậy kéo dài thời gian cho tới bây giờ hai vị đạo hữu mời vào vẻ mặt thanh niên mập lùn tràn đầy áy náy cúi đầu nói không sao, hàng ngày lục hoa phu nhân trăm công ngàn việc, một kẻ tiểu bối hậu sinh như tại hạ phải nên chờ một chút. Phong vô trần nhoẻn miệng cười, cất bước tính đi vào. Phong đạo hiếu, đại nhân nói hôm nay có chuyện quan trọng muốn làm, mời ngươi ngày mai lại đến. Tại hạ nói hai vị đạo hữu là chỉ cốt đạo hữu bọn họ. Thanh niên mập lùn khẩn trương, vội vàng đưa tay ngăn phong vô trần lại, không dám nhìn sắc mặt phong vô trần, rũ mắt nói. Trong lòng của gã vô cùng hối hận, hận không thể đánh mình một bà tai, vừa rồi chỉ lo một lòng tạ lỗi mà không nói rõ ràng. Một hiểu lầm này đã đắc tội thảm với Phong Vô Trần rồi. Ngươi nói gì, Phong Vô Trần dừng bước lại, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, lập tức lại trở nên xanh mét. Đa tạ đạo hữu thông truyền, ánh mắt cốt thiên tầm yên tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được tình huống này, nhẹ gật đầu với thanh niên mập lùn, đi vào bên trong. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc, cất bước đuổi theo. Nhị vị đạo hữu, xin mời đi theo ta thanh niên mập lùn liếc qua phong vô trần, trần chờ một chút, cuối cùng vẫn đuổi theo hai người hàn lập. Đại môn chậm rãi khép lại, nhốt hai người phong vô trần ở bên ngoài. Đi, sắc mặt phong vô trần hiện giờ vô cùng khó coi, bỗng quay người, đi về phía xa. Trong mắt nam tử trung niên dâu quai nón hiện lên một tia cổ quái, theo sát sau lưng phong vô trần. Thân ảnh hai người rất nhanh biến mất ở phía xa. Hai người hàn lập, cốt thiên tầm theo thanh niên mập lùn đi vào diễm dương tháp, xuyên qua một hành lang dài đi tới một cầu thang xoắn ốc hướng lên trên đại nhân ở tầng cao nhất của diễm dương tháp nhị vị đạo hữu xin mời đi theo ta thanh niên mập lùn cung kính nói một tiếng đi trước dẫn đường hai người hàn lập đi theo phía sau thuận theo cầu thang hướng lên trên cốt đạo hữu người đã có tín vật lệnh bài kia sao lúc trước còn nói lục hoa phu nhân không dễ gặp kéo lệ mố cùng đồng hành ánh mắt hàn lập lóe lên truyền âm hỏi kính xin lệ đạo hữu thứ lỗi Miếng lệnh bài kia là mẫu thân để lại cho ta, nói sử dụng tấm lệnh bài này là có thể gặp được lục hoa phu nhân. Ta cũng không nắm chắc việc này, vốn tưởng rằng sẽ không thuận lợi như thế, cho nên mới kéo lệ đạo hữu đồng hành. Cốt thiên tầm cười trả lời, vậy sao, hàn lập nhíu mày, từ chối cho ý kiến nói. chương 898, thu Đổ đệ, hàn lập cùng cốt thiên tầm đi theo thanh niên lùn mập, một đường đi tới tầng cao nhất diễm dương tháp, tới bên ngoài cửa một gian phòng liền ngừng lại. Đại nhân, hai vị khách nhân đã đến thanh niên lùn mập khoanh tay đứng cung kính nói lớn đã đến thì mời bọn hắn vào còn lề mề đứng ở cửa làm gì một thanh âm hơi khàn khàn vang lên ngữ khí có chút vội vàng sao động hàn lập cùng cốt thiên tầm liếc nhau đồng thời nhíu mày thanh niên lùn mập không dám lãnh đạm vội vàng đưa tay chạm vào một chỗ ngoài cửa vài cái chỉ nghe một hồi tiếng ma sát vang lên cửa đá căn phòng chậm rãi lui sang hai bên lộ ra một cái cổng tò vỏ lớn một cỗ mùi thịt liền từ bên trong nhẹ nhàng bay ra hàn lập nhíu mũi một cái trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc cùng quốc thiên tầm một trước một sau đi vào cánh cửa đá sau lưng cũng theo đó chậm rãi khép lại vừa tiến vào phòng mùi thịt này càng phát ra nồng nặc hàn lập đưa mắt nhìn qua liền thấy vị trí gần cửa sổ trong phòng đặt một bộ bàn đá rộng lớn bộ dáng cổ quái trên bàn đá khoét một cái lỗ lớn phía trên đặt một cái nồi lớn phía dưới tựa hồ có lửa than thiêu đốt đun nóng trong nồi là nước canh màu trắng sữa nồng đậm bong bóng khí to lớn cuồn cuộn ủng ục ủng ục trong đó. Trong nồi nấu là thịt và xương cốt vừa thô vừa to không biết là của loại dị thú nào, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Đằng sau bàn đá là một hắc y lão giả dáng người thấp bé, thân thể hơi tráng kiện, hai cánh tay để chân, một tay đang cầm một khối thú cốt to cỡ cánh tay, miệng dính đầy mỡ đang gặm thịt trên khối thú cốt kia, tay kia thì nắm khối cốt bài màu trắng, nhẹ nhàng trà sát. Dung mạo lão giả không giống nhân tộc, không biết có phải do gần lửa than quá hay không nên nóng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nửa đầu trước đã hói, hàm dâu bên dưới lại hết sức rậm, chia làm ba nhúm như bím tóc thô to, phía trên đồng dạng dính đầy dầu trơn. Cho dù đã biết phu nhân bất quá là một danh sưng đặc biệt của luyện khí đại sư, nhưng thời điểm thấy lục hoa phu nhân này, hàn lập khó có thể cảm thấy hài hòa. Cốt bài này là của người nào trong các ngươi? Lục hoa phu nhân vừa quay đầu nhìn lại bên này, vừa nói. Mà khi lão nhìn thấy bộ dạng cốt thiên tâm, toàn bộ cơ thể lập tức cứng lại. Quá giống, quá giống, quả thực quá giống. Người cùng chủ nhân cốt bài này có quan hệ như thế nào? Thú cốt trong tay lục hoa phu nhân đùng một cái, rơi vào trên bàn đá, lão từ bên cạnh bàn chậm rãi đứng lên, đi đến gần cốt thiên tầm, ngửa đầu cẩn thận đánh giá gương mặt nàng. Chủ nhân cốt bài chính là gia mẫu, cốt thiên tầm bị lão nhìn chằm chằm có chút không thích ứng, nhưng đầu qua nói ra. Ngươi là nữ nhi hồng ngọc, ngươi tên gì vậy? Lục hoa phu nhân nhướng mày, hỏi vãn bối cốt thiên tầm, cốt thiên tầm đáp, cốt thiên tầm, ngươi họ cốt, phụ thân ngươi là người phương nào? Lục hoa phu nhân nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hỏi. Vãn bối, vãn bối không biết, vãn bối chưa bao giờ thấy phụ thân, mẫu thân cũng chưa bao giờ đề cập đến, người chỉ nói phụ thân vãn bối là chủ nhân cũ của khối cốt bài này, họ của ta thì. Chính là từ khối cốt bài này, cốt thiên tầm chậm rãi nói ra, rứt lời, ánh mắt nàng hơi di chuyển, đã rơi vào trên mặt lục hoa phu nhân, có chút tò mò bắt đầu đánh giá quan hệ giữa mẫu thân cùng lục hoa phu nhân này, nàng đã mơ hồ có chút suy đoán rồi. Hàn lập đứng ở một bên, tựa hồ nhìn ra thứ gì đó, trong lòng hơi bất định, ngược lại có chút oán trách cốt thiên tầm, đã có tầng quan hệ này, vì sao không nói sớm cho hắn biết, lại để cho hắn lo lắng vô ích hồi lâu. Mẫu thân ngươi, nàng có khỏe không, ánh mắt lục hoa phu nhân trở nên nhu hòa, có chút kích động hỏi. Mẫu thân người, người đã mất rồi, trong mắt cốt thiên tầm hiện lên một vòng bi thương, mở miệng nói ra cái gì không ngọc nàng làm sao lại như vậy thần sắc lục hoa phu nhân đột biến hai mắt trợn lên vội vàng hỏi trên người mẫu thân có chân linh huyết mạch bị người khác thèm muốn nhiều năm trước đã cốt thiên tầm nói không ra lời lục hoa phu nhân nghe xong một nửa mặt mũi xanh mét liền chắp hai ta sau lưng đi lòng vòng tới lui nắm đấm bóp chặt kêu răng rắc trên người có một cỗ khí tức như có như không không ngừng phóng ra ngoài tựa hồ đang mạnh mẽ đè xuống sự tức giận trong lòng cuối cùng trong mắt của lão hiện lên một tia hối hận ngừng lại việc này sau này ngươi hãy nói kỹ với ta trước tới đây ngồi đá lục hoa phu nhân chậm rãi đi trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống hai người hàn lập cũng đi theo ngồi đối diện với lão tiểu tử này là người nào là đạo lữ ngươi sao lúc trước lục hoa phu nhân một mực chú ý tới cốt thiên tầm lúc này mới chú ý tới hàn lập lông mày không khỏi nhíu một cái hỏi hàn lập thấy bộ dạng lão như hồ nghi dò xét con rể trong mắt vẫn mang theo một chút thần sắc không chịu nổi, liền vội khoát khoát tay, nói ra tiền bối đã hiểu lầm, tại hạ lệ phi vũ, là bằng hữu cốt đạo hữu đấy. Nói đi, các người đến là cầu mua binh khí, hay là đến đặt hàng binh khí? Ta nói trước, nếu đặt hàng binh khí theo yêu cầu, chỉ có thể nêu ra yêu cầu binh khí như thế nào, chớ đem bản vẽ thiết kế cho má khác tới đây, lão phu chỉ nhận binh khí do mình thiết kế, của người khác. Đều là cứt cho thối, lục hoa phu nhân liếc nhìn hàn lập, nhướng mày, hiển nhiên là đặc biệt nói cho hắn nghe đấy. Tiền bối đã hiểu lầm, chúng ta không phải tới mua binh khí, cũng không phải đến đặt hàng binh khí. Cốt thiên tầm nói ra, không phải vì binh khí, vậy vì cái gì? Lục hoa phu nhân khẽ nhíu mày, hỏi, thực không dám giấu giếm, vãn bối lần này đến đây, là muốn tìm kiếm bí pháp giải trừ hắc kiếp trùng từ tiền bối. Hàn lập mở miệng nói ra, lục hoa phu nhân nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, hỏi các ngươi là từ Thanh Dương Thành đến à? Tiền bối vì sao nói như vậy? Trong lòng Hàn Lập khẽ động, hỏi. Phương pháp thuần dưỡng hắc kiếp trùng, ta chỉ truyền cho Đỗ Thanh Dương, hắn chỉ cần không phải kẻ ngu xuẩn, sẽ không truyền ra bên ngoài, mà tin tưởng toàn bộ phạm vi huyền thành, những người khác cũng căn bản không thể nào biết được. Do đó các người cũng chỉ có thể đến từ Thanh Dương Thành. Lục Hoa Phu Nhân thở dài một hơi, nói ra, tiền bối nói không sai, thật sự chúng ta đến từ Thanh Dương Thành, lúc trước đều bị Đỗ Thanh Dương dùng hắc kiếp trùng áp chế, hôm nay đến nơi này chính là muốn tìm kiếm phương pháp giải trừ nó từ tiền bối. Hàn Lập nói như thế, nói như vậy, Đỗ Thanh Dương chết, hơn phân nửa là có quan hệ với các ngươi. Lục Hoa phu nhân nghiêng mắt nhìn hai người Hàn Lập, hỏi. Phương pháp thuần dưỡng hắc kiếp trùng, là người truyền cho Đỗ Thanh Dương sao? Cốt Thiên Tầm nghe nói lời ấy, thân sắc lập tức biến đổi, hỏi. Lục Hoa phu nhân chú ý tới cách Cốt Thiên Tầm xương hô với mình, không phải là tiền bối, mà biến thành ngươi, chẳng biết tại sao trong lòng lão mơ hồ có chút bất an. Không dám lừa gạt tiền bối, lúc trước Đỗ Thanh Dương dùng bí pháp hút tinh huyết chúng ta, bất đắc dĩ chúng ta mới liên hợp với thành chủ đương nhiệm lật đổ hắn. Hàn Lập thấy thế, xen vào nói, năm đó bởi vì lão phu thiếu hắn một phần ân tình không nhỏ, cho nên mới truyền cho hắn phương pháp thuần dưỡng hắc kiếp trùng. Về phần hắn dùng tại nơi nào, ta đúng là không biết thật. Lục Hoa phu nhân thở dài một hơi, nhìn về phía Cốt Thiên Tầm, có chút chột dạ nói ra: hắn dùng trên người lệ đạo hiếu, dùng trên người ta. Năm đó, cũng dùng trên người mẫu thân, ánh mắt cốt thiên tầm nhìn chầm chầm lục hoa phu nhân, cắn răng nói ra từng câu từng chữ. Người nói là, mẫu thân người bị đỗ thanh dương bách hại, lục hoa phu nhân nghe vậy, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng muôn phần. Ta mặc dù không thể xác định, nhưng năm đó mẫu thân bị đỗ thanh dương bắt đi từ trong huyền chỉ thành, vị thành chủ tần nguyên này chỉ sợ cũng không thoát khỏi liên quan. Cốt thiên tầm cắn răng nói ra, việc này, chúng ta sau này hãy nói trên người các ngươi có lẽ cũng có hắc kiếp thạch a à? nếu không cũng không thể bình yên sống đến bây giờ bất quá dù có vật ấy cũng không phải cách lâu dài thần sắc lục hoa phu nhân hơi thu liếm lại như có điều suy nghĩ nói ý của tiền bối là hàn lập nhíu mày hỏi hắc kiếp thạch hoàn toàn có thể ngăn cản hắc kiếp trùng phát triển thêm một bước nhưng công hiệu từ từ hạ thấp xuống đợi đến lúc hoàn toàn mất đi hiệu lực chính là thời khắc hắc kiếp trùng cắn trả đến lúc đó chúng càng thêm hung mãnh các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Hoa Phu Nhân thản nhiên nói, nếu đã tìm được tiền bối, mong tiền bối giúp chúng ta giải trừ trùng này. Hàn Lập chắp tay nói ra, nếu muốn Lão Phu cứu ngươi, trước cần phải đáp ứng ta một việc. Lục Hoa Phu Nhân suy nghĩ một lát, mở miệng nói ra. Mời tiền bối nói, Hàn Lập nói, bái Lão Phu làm sư phụ, trở thành môn hạ đệ tử của ta. Lục Hoa Phu Nhân dung đùi đắc y nói, bái người làm thầy, Hàn Lập nghe vậy đưa lại, có chút khó tin nói. Ánh mắt Cốt Thiên Tầm cũng hơi đổi, lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Như thế nào, ngươi không muốn?" Mặt Lục Hoa phu nhân đanh lại, lạnh giọng hỏi, "Cũng không phải là không muốn, quả thật khó hiểu, kính xin tiền bối nói cho biết nguyên do." Hàn Lập hít một hơi thật sâu, nói ra, "Bởi vì năm đó mặc đại phu lưu lại trong lòng Hàn Lập dấu vết thật sự quá sâu đậm, đối với chuyện thầy cho hắn một mực không coi trọng, nhưng nếu có thể đi theo Lục Hoa phu nhân học tập thuật luyện khí, hắn cũng không phải là không để ý." không có nguyên do gì, cùng là nhân tộc, lão phu nhìn ngươi thuận mắt, lý do này đã đủ chưa? Lục hoa phu nhân hừ lạnh một tiếng nói, đủ thì đã đủ rồi, có thể được tiền bối yêu ái, là phúc phận vãn bối. Nhưng không biết trở thành môn hạ đệ tử của tiền bối, còn có ước thúc gì không? Hàn lập dò hỏi, ước thúc tự nhiên là có đấy, ngươi cần phải ở bên cạnh hầu hạ lão phu ít nhất vạn năm, trong thời gian đó không được rời đi. Lục hoa phu nhân gật đầu nhẹ, nói ra, trong vạn năm không được rời đi. Hàn Lập nghe xong lời ấy, liên tục nhíu mày. Vạn năm đối với người tu hành, bất quá là ngựa trắng vụt qua khe hở, như thế nào? Ngươi một chút điểm kiên nhẫn ấy cũng không có. Nói thật cho ngươi biết, bao nhiêu người quỳ cầu ta thu hắn làm ký danh đệ tử, ta cũng lười liếc mắt một cái, tiểu tử ngươi không nên không biết thân phận. Thần sắc lục hoa phu nhân kiêu căng nói, điểm này vãn bối tự nhiên minh bạch, chẳng qua là lần này tiến vào tích lân không cảnh, là muốn tìm một người thập phần trọng yếu, không tìm được nàng trước, vãn bối không thể ngừng ở trong huyền thành này quá lâu. Vì vậy cũng chỉ có thể làm Phật hảo ý của tiền bối. Hàn lập lắc đầu, thản nhiên nói ra, chương 899, một chuyến làm ăn, nữ nhân, lông mày lục hoa phu nhân nhíu lại, hỏi. Hàn lập gật đầu nhẹ, hư, người đã nghĩ kỹ chưa, nếu mà người cự tuyệt cơ hội trở thành đệ tử của lão phu, thì cũng có nghĩa là mất luôn cơ hội giải trừ hắc kiếp chung. Lục hoa phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói ra, vãn bối hiểu rõ, nhưng, nếu diễm dương tháp đã là nơi làm ăn thì tiền bối đừng có nể tình thể diện với cốt đạo hữu nữa mà công bằng bàn sinh ý với vãn bối chứ hàn lập trần chờ một lát hỏi người mau cút đi lão phu chẳng muốn bàn chuyện làm ăn gì với người cả lục hoa phu nhân thấy hàn lập cứng đầu tay phải lão cầm miếng thịt đùi thú lên miệng cắn một cái còn tay trái lão thì giơ nhẹ lên như muốn cầm cái gì đó ánh mắt hàn lập chấp lên khẽ ngẫm nghĩ trong lòng chốc lát rồi cũng đứng dậy như muốn rời khỏi đây cốt thiên tầm thấy vậy đang muốn mở miệng nói thì thấy ngay khi thân hình hàn lập đang định xoay người bỗng nhiên hắn ngừng lại lục hoa tiền bối không biết đã bao lâu rồi ngài chưa uống rượu chỉ thấy hắn nhìn về phía lục hoa phu nhân giống như vô ý hỏi ra vậy một câu không đầu không đuôi này lại làm cho lục hoa phu nhân đang cắn một miếng thịt phải dừng lại đầu tiên trong mắt lão hiện lên vẻ nghi hoặc rồi tiếp đó tay trái trống rỗng của lão nhẹ nhàng xoa xoa một lát nói ra ánh mắt quan sát của tiểu tử ngươi không tệ làm sao ngươi biết được lão phu là một lão sâu rượu chứ ta thấy trên tay phải của tiền bối dính đầy dầu mỡ rất có thể là bàn tay này của tiền bối hay cầm thức ăn mà dính thế nhưng tay trái của ngài bất luận trong lòng bàn tay hay là m u bàn tay đều rất sạch sẽ không có chút dầu mỡ nào đồng thời điệu bộ mà tay trái của tiền bối giơ lên nhìn rất giống như thói quen hay cầm chén rượu tạo thành hàn lập vừa cười vừa nói cốt thiên tầm thấy vậy lông mày không khỏi hơi nhíu lên có chút không hiểu vì sao Hàn Lập lại nhắc đến việc này. Năng lực quan sát không tồi, đáng tiếc đầu óc không quá linh hoạt. Ngươi biết lão phu thích rượu thì đã làm sao? Chẳng lẽ chỗ ngươi có giấu rượu à?" Lục Hoa phu nhân lắc đầu, nói ra, "Chắc chắn sẽ có, hiện giờ chính xác phản bối còn chưa có nó, nhưng nếu tiền bối nguyện ý chờ một đoạn thời gian, rượu này chưa chắc không có a." À. Hàn Lập nói ra, "Ngươi nói cái gì? Theo như ngươi nói, chẳng lẽ ngươi muốn tự mình cất rượu sao?" lông mày lục hoa phu nhân nhíu lại rồi ném miếng thịt trong tay mình đi có chút khó tin nói ra hàn lập không nói gì im lặng gật đầu nhẹ hặc hặc trong tích lân không cảnh này nơi thiên địa linh khí cùng ma khí đều bị cấm hoàn toàn chính là nơi đất đá cằn cỗi cho dù vạn vật cũng không sinh sôi được thì đừng nói là có thể dùng linh tài tiên lộ để ủ rượu mà ngay cả cao lương ngũ cốc của thế tục cũng không có nữa ngươi làm sao mà có thể cất rượu chứ chẳng lẽ ngươi có thần thông từ không sinh có hay sao Lục hoa phu nhân giống như vừa được nghe xong chuyện cười, liền lớn tiếng cười to, nói ra. Cốt thiên tầm nghe vậy, cũng nhíu mày, lắc đầu không thôi. Không biết tiền bối đã nghe qua một loại rượu tên là huyết tương tử chưa? Hàn lập lơ đánh, mở miệng hỏi. Huyết tương tử, lục hoa phu nhân nghe vậy, hơi cứng lại. Tiền bối chưa nghe qua thì cũng không quan trọng, tóm lại vãn bối có cách để lấy huyết tương ủ thành rượu, chỉ là khẩu vị nó có hơi. Đặc biệt, nhưng ở trong tích lân không cảnh này, cũng không thể yêu cầu cao hơn được. Hàn Lập cười nói, phương pháp ủ huyết tương tử này là Hàn Lập học được từ hô diên đạo nhân, bởi vì khẩu vị nó có hơi nặng, vì vậy mà hắn một mực không thích nó, cho nên hắn chưa bao giờ luyện chế qua. Còn trong tích lân không cảnh này, có thể dùng máu lân thú để ủ được nó hay không, trong lòng Hàn Lập cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng dù sao hắn vẫn phải thử một lần. Có thật ngươi có thể ủ được huyết tương tử gì đó đúng không? Lục Hoa Phu Nhân vô ý vuốt riêng mép, hỏi vãn bối có thể ủ ra được loại rượu này hay không, thì đến lúc đó tiền bối có nguyện ý đưa phương pháp phá giải hắc kiếp trùng cho chúng ta không? Hàn Lập hỏi, ngươi xem phương pháp phá giải hắc kiếp trùng là cái gì chứ? Một bình rượu của ngươi mà muốn đổi lấy được nó sao? Lục Hoa Phu Nhân cười nhạo một tiếng, nói ra, vậy tiền bối còn có yêu cầu gì khác, không ngại nói ra đi. Dường như Hàn Lập sớm đã đoán trước, giọng bình tĩnh nói. Ngoại trừ huyết tương tử, người còn phải lấy một khối thiên lân vẫn tinh to bằng đầu nắm tay mới có thể đổi lấy được nó. Lục hoa phu nhân khoát tay chặn lại, nói ra, vốn trong lòng cốt thiên tầm lóe lên một tia hy vọng, chợt nghe lời ấy xong, lập tức cảm thấy tia hy vọng vừa sinh ra lại bị dập tắt. Tiền bối, thiên lân vẫn tinh này, chính là một trong mấy loại vật liệu đứng đầu ở tích lân không cảnh, một khối lớn chừng ngón cái cũng đã có giá trên trời. Chớ nói gì đến khối to bằng nắm tay, nếu mà có, thì có ai chịu lấy nó để trao đổi chứ? căn bản chúng ta không thể nào có nó được. Dưới tình thế quẫn bách, cốt thiên tầm đã nói ra một mạch. Ngay khi Hàn Lập nghe xong, lông mày cũng không nhịn được mà nhíu chặt. Nếu Lão Phu đã mở miệng, thì tất nhiên sẽ chỉ đường cho các ngươi. Không dối gạt các ngươi, Lão có nguồn tin cho biết, một trong phần thưởng của hội võ năm thành của các ngươi lần này, có một khối thiên lân vẫn tinh. Còn thứ tự để có được nó ra sao, Lão Phu cũng không biết rõ, chỉ có thể xem bản lãnh của các ngươi có lấy được nó hay không tuy nhiên nhìn qua kỳ hội võ lần trước nếu lấy thực lực của hai người các ngươi chỉ sợ không đủ lục hoa phu nhân từ từ nói ra sau khi hàn lập nghe xong cũng bất đắc dĩ cười một tiếng cứ theo như vậy thì trong hội võ lần này hắn không toàn lực đánh nhau sống chết một phen là điều không thể nào có thật là ngươi có thể ủ được huyết tương tử gì đó chứ lục hoa phu nhân lại vô ý vân về riemep nhíu mày hỏi việc này quan hệ đến tính mạng của vãn bối sao mà dám nói bừa được chứ Hàn Lập nói ra, tốt, nếu thật là người có thể ủ ra rượu, cũng như mang thiên lân vẫn tình tới đây, thì lão phu cũng không giảng buộc nữa, mà thay ngươi giải trừ hắc kiếp trùng. Lục hoa phu nhân vỗ đùi, nói ra, vậy thì đa tạ tiền bối, việc này vãn bối còn cần phải đi chuẩn bị, trước hết vãn bối xin được cáo từ. Hàn Lập ôm quyền nói ra, tiểu tử này coi như thức thời, lục hoa phu nhân thấy hắn chủ động rời đi, nhỏ giọng lẩm bẩm Nói xong, lão cùng cốt thiên tầm, hai người thật lâu không nói câu nào ta tin là ngươi cũng đã đoán ra quan hệ giữa ta và mẫu thân ngươi. Lục hoa phu nhân thở dài một tiếng, nói ra, vì sao ngươi lại bỏ nàng mà đi chứ, hại nàng lẻ lòi một mình, rồi bị kẻ gian làm hại. Khóc mắt cốt thiên tầm ửng đỏ, mở miệng hỏi, tính tình mẫu thân ngươi quá mạnh mẽ, không phải là ta không muốn ở bên cạnh nàng, mà là nàng không muốn ta ở bên cạnh. Ai, những chuyện cũ năm xưa, không phải nói một hai câu là có thể rõ, huống hồ hiện giờ có nói cũng vô dụng. Nếu Đỗ Thanh Dương đã chết, vậy thì khoản nợ còn lại, ta sẽ tự tìm đến Tần Nguyên để đòi lấy. Lục Hoa phu nhân lắc đầu, có chút cay đắng nói ra. Không cần tìm, thù của mẫu thân, chính ta sẽ tự báo. Cốt thiên tầm lạnh lùng nói, bất kể như thế nào, chuyện gấp bây giờ là phải giải trừ hắc kiếp trùng trong cơ thể ngươi trước đã. Lông mày lục hoa phu nhân cao lại, mở miệng nói ra. Ta có một chuyện không hiểu, vì sao ngươi nhất định phải ép lệ đạo hữu làm đệ tử của ngươi, rồi mới bằng lòng cứu hắn chứ nếu chỉ vì hắn có thân phận nhân tộc thì ta cũng không tin lông mày cốt thiên tầm nhíu lại nghi hoặc hỏi sở dĩ ta muốn lưu hắn lại trên thực tế là nhìn chúng căn cốt tâm tính của hắn lấy kinh nghiệm quan sát của lão phu thì tên tiểu tử này không đơn giản như vẻ bề ngoài vậy đâu tựa như lục hoa phu thầm ý nói ra thế vì sao nhất định phải đòi hắn mang thiên lân vẫn tinh đến đây để đổi chứ cốt thiên tầm lại hỏi chuyện này sao một mặt là muốn thử hắn có lợi hại giống như ta đã dự đoán hay không một mặt khác là khối thiên lân vẫn tình đó sẽ cho ngươi dùng. Lục hoa phu nhân từ từ nói ra, cốt thiên tầm nghe vậy, ánh mắt hơi đổi, trầm mặc thật lâu. Ra diễm dương tháp, cuối cùng Hàn Lập cũng tìm được cách giải quyết, trong lòng nhẹ nhõm hơn mấy phần, hắn chậm rãi quay về phía biệt huyền thành chủ, bước chân đi trên đường cũng lộ ra vẻ nhẹ đi mấy phần. Vừa quay trở về biệt huyền thành chủ, Hàn Lập chưa có trở về chỗ ở của mình, mà hơi trầm ngâm, rồi đi về phía chỗ ở của thần dương, rất nhanh đứng ngoài phòng của gã, hắn khẽ gõ cửa một cái. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, lộ ra thân ảnh thần dương bên trong. Thì ra là lệ đạo hiếu, mau bước vào, thần dương nhìn thấy hàn lập, khẽ giật mình, vội mở cửa mời hắn vào trong. Lúc này trong phòng gã có thêm một người nữa, không ngờ là đại hán độc giác tên là Hiên Viên Hành, chính là vị trọng tài trong huyền đấu trường ở Thanh Dương Thành. Còn giải đạo nhận thì lại không có ở trong phòng, không biết đã đi đâu. Hiên Viên Đạo Hiếu trong lòng Hàn Lập hơi ngạc nhiên, chắp tay về phía Hiên Viên Hành. Hiên Viên Hành đứng lên, cũng gật đầu nhẹ với Hàn Lập. Hai vị đang đàm luận gì sao? Nếu như vậy, một lát nữa lệ mỗ lại đến vậy. Hàn Lập nhìn lên trên bàn, nơi đó có bày ra hai chén nước trà, lúc này nước trong chén trà cũng đã nguội. Một chút chuyện nhỏ thôi, cũng bàn xong rồi. Lệ đạo hữu tìm thành chủ, chắc là có chuyện quan trọng, các người cứ nói chuyện đi. Hiên viên hành mỉm cười nói ra, rồi cáo từ rời đi hàn lập nhìn bóng lương hiên viên hành rời đi trong lòng khẽ động ha ha lệ đạo hiếu không biết lần này ngươi tìm ta cần làm chuyện gì sao thần dương mời hàn lập ngồi một lần nữa pha hai chén nước trà khác hỏi ta muốn gặp thần dương đạo hiếu là muốn tìm tư liệu những người dự thi của mấy thành khác hàn lập cũng không nói nhiều mà đi thẳng vào vấn đề nói ra không vấn đề gì chờ một chút thần dương nghe vậy liền đứng dậy đi vào bên trong phòng một lát sau gã cầm một sấp giấy bước ra tư liệu mà thanh dương thành thu thập được đều ở trong này chỗ này còn có tư liệu mà ta thu thập được những tài liệu này lệ đạo hữu hãy mang về xem thật kỹ thần dương mang trang giấy đưa cho hàn lập trên mặt lộ ra vẻ tươi cười mặc dù hàn lập đại biểu cho thanh dương thành để dự thi nhưng trước đó thái độ của hắn đối với hội võ năm thanh một mực lạnh nhạt rốt cuộc bây giờ hắn lại bắt đầu chú ý đến cuộc thi điều này làm trong lòng gã cảm thấy vui sướng đối với hàn lập gã gửi gắm hy vọng rất cao vậy ta liền đa tạ thần dương đạo hiếu hàn lập cũng không có lắm miệng mà tiếp nhận đống tài liệu này đột nhiên lệ đạo hiếu muốn những tài liệu này chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao ánh mắt thần dương chấp lên hỏi nếu lệ mộ đã tham gia hội võ tất nhiên cũng muốn tranh giành một thứ hạng không tồi thần dương đạo hiếu cảm thấy ta quái lạ như vậy sao hàn lập nhìn thần dương một chút hỏi ngược lại bây giờ thần dương cũng giống như đỗ thanh dương lợi dụng hắc kiếp trùng điều khiển đám người huyền đấu sĩ kia nếu mà để gã biết về chuyện thiên lân vẫn tinh, chưa chắc gì là chuyện tốt cả. Hạc hạc, không phải như vậy, lệ đạo hữu đã dụng tâm cho cuộc thi, thần mỗ cao hứng còn không kịp nữa là. Thần dương cười hạc hạc một tiếng, nói gấp, những tài liệu này, lệ mỗ sẽ mang về xem thật kỹ. Hàn lập cười nhạt một tiếng, đứng dậy cáo từ, thần dương đứng dậy, tiến hàn lập ra ngoài, nhìn bóng lưng hàn lập xa dần, trên mặt gã lộ vẻ do dự, sau một lát chợt vỗ tay một cái. Thành chủ, một bóng người từ trong phòng đi ra, rồi quỳ một chân xuống trước người Thần Dương, không ngờ là gã người hầu trẻ tuổi đã từng mời Hàn Lập. Gã người hầu trẻ tuổi mặc trên người một kiện trường bào màu đen, giờ phút này khí chất thay đổi cực lớn, tựa như cả người được bao phủ vào bên trong một tầng bóng đen, giống như hòa thành một thể với bóng tối vậy. "Hãy điều tra xem thử, hôm nay Lệ Phi Vũ đã đi đâu, làm những gì?" Thần Dương trầm giọng phân phó. Gã người hầu trẻ tuổi đáp ứng một tiếng, ngay sau đó cả người thoát một cái thình lình cứ như vậy mà biến mất trong hư không. chương 900, Động viên, Hàn Lập Ly khai chỗ ở của Thần Dương, rất nhanh trở về gian phòng của mình, cẩn thận đọc những tài liệu mà Thần Dương đưa cho. Thần Dương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị những thứ này, cũng hao tốn một phen công phu, những tài liệu này phi thường đầy đủ, chẳng những liệt kê những công pháp tu luyện, năng lực am hiểu, thậm chí còn có kỹ năng chiến đấu của cao thủ các thành, rất có giá trị tham khảo. Thời gian trôi qua từng chút, trọn vẹn ba canh giờ sau. Hàn Lập buông xuống một tờ tư liệu cuối cùng, ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Bây giờ hắn đã nắm được đại khái thực lực nhân thủ các thành. Hàn Lập tính tỏa chốc lát, sau đó lấy ra một vật từ trong người, chính là pho tượng ba đầu sáu tay kia, đặt nó ở trước người. Sau đó hắn lại lấy ra một hộp ngọc, trong hộp là một quả thú hạch màu trắng, chính là viên thú hạch thiên cấp lúc trước thần dương đưa hắn. Bây giờ cách hội võ còn ba tháng, thời gian này tuy không dài, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí. Hàn lập hít sâu một hơi, mi tâm lóe lên, một đạo hào quang óng ánh từ trong bắn ra, chui vào trong pho tượng màu đen. Pho tượng màu đen lập tức bắt đầu vui sướng hoa chân múa tay, làm ra các loại động tác, sau lưng pho tượng cũng hiện ra rậm rạp chẳng chịt huyền văn thiên sát chấn ngục công. Hàn lập nhìn những văn tự thật nhỏ này, đang muốn lấy thú hạch ra tu luyện, hai hàng lông mày chợt nhướng lên, nhìn về phía trước người pho tượng màu đen. Lúc này cũng không phải hắn xem văn tự trên pho tượng, mà là từng động tác của nó. Từ khi lấy được pho tượng màu đen này, về sau hắn chỉ chú ý trên thiên sát chấn ngục công, còn những động tác của pho tượng bày ra hắn cũng không để ý, mà giải đạo nhân cũng không đề cập với hắn, nên một mực không để ý đến những thứ này. Pho tượng màu đen này bày ra 12 động tác, có lẽ cũng không phải là bắn tên không đích. Hàn lập nhìn xem những động tác mà pho tượng màu đen này bày ra không ngừng, mặt lộ vẻ do dự, sau một lát chợt nằm trên mặt đất, tay trái ôm đầu, chân phải dơ lên, thân thể đảo về phía sau, mô phỏng động tác thứ nhất mà pho tượng bày ra. Vừa làm xong tư thế này, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn. Ba tháng trôi qua rất nhanh, cuối cùng hội võ năm thành đã tới. Trong biệt huyền thành chủ, ngay phòng tiếp khách chỗ ở của thần dương, giờ phút này tụ tập không ít người thanh dương thành. Trên mặt những người này đều lộ ra vẻ hưng phấn, đàm luận không ngớt, hiển nhiên cực kỳ chờ mong hội võ năm thành sắp đến. Chỉ là ngoài bầu không khí hưng phấn, trong phòng cũng có chút vi diệu. Ngày mai chính là hội võ năm thành, dựa theo lời nói của thần dương lúc trước, đợi lát nữa sẽ công bố danh sách người tham gia hội võ. Lần này thần dương mang theo 17-18 người thanh dương thành, trong đó phần lớn là huyền đấu sĩ đừng đầu các khu, nhưng nhân số tham gia cũng chỉ có 12 người, non nửa người sẽ không được chọn. Người không thể lên sân thi đấu, có nghĩa là lần hội võ này đã bỏ lỡ mất dịp tốt, không chỉ mất đi cơ hội lên đài đại phóng dị sắc, dương danh lập vạn còn mất đi cơ hội ban thưởng từ hội võ. Mấu chốt chính là, chỉ cần vượt qua vòng đấu loại thứ nhất, những người xem như nô lệ kia sẽ được khôi phục tự do, sau này còn muốn lưu lại huyền đấu trường hay không sẽ do họ tự định đoạt. Cho nên nghìn năm qua, không ít người dùng hết mọi biện pháp tăng lên tự thực lực cùng địa vị của mình, để một ngày có thể tham gia hội võ năm thành này. Lúc này trong phòng đã tới 11-12 người, dịch lập nhai ngồi trong phòng, đồ cương, tôn băng hà, còn có mấy người khác ngồi xung quanh gã như mấy ngôi sao vây quanh mặt trăng. Những người trong phòng ngồi tụm lại hàng ba, hoặc là ngồi một mình tĩnh tọa độc long tuy cũng trong phòng nhưng giờ phút này không có ngồi bên cạnh dịch lập nhai mà là ngồi một mình cô độc y thỉnh thoảng nhìn qua dịch lập nhai thần tình trên mặt có chút phức tạp ảo não lại có chút khát vọng mấy lần muốn đứng dậy đi qua nhưng mỗi lần như vậy đều bị người bên cạnh dịch lập nhai nhìn sang ánh mắt mang theo một tia băng lãnh ngăn độc long tới gần độc long mấy lần thử đi qua nhưng đều bị cự tuyệt rốt cuộc vẫn phải thành thành thật thật ngồi xuống vào thời khắc này một hồi tiếng bước chân trầm ổn truyền đến mọi người trong phòng đều nhìn ra phía ngoài một thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài chính là hàn lập so với ba tháng trước thân hình của hắn tựa hồ gầy hơn vài phần trên tay chân mơ hồ lộ ra xương cốt toàn bộ cơ thể mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ dịch lập nhai nhìn thấy hàn lập khẽ nhíu mày trong mắt hình như có hào quang hiện lên mấy người bên cạnh cũng chú ý tới hàn lập sắc mặt cũng có chút biến hóa hàn lập quét qua mọi người trong phòng một cái đến giữa nơi hẻo lánh ngồi xuống. Mọi người trong phòng tựa hồ không nhìn thấy Hàn Lập, không có người nào nói gì với hắn. Hàn Lập cũng không thèm để ý những chuyện này, sau khi ngồi xuống liền nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tuy chỉ có một người, nhưng lại không có cảm giác bị những người trong phòng áp chế, ngược lại có loại cảm giác áp chế người khác. Độc Long nhìn Hàn Lập, ánh mắt lập lè, sau một lát tựa hồ đã quyết định gì đó, đứng dậy đi tới. Dịch Lập nhai, còn có mấy người bên cạnh nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu một cái. Lệ đạo hiếu, đã lâu không gặp, độc long ngồi xuống bên cạnh Hàn Lập, thân thiết ân cần thăm hỏi. Hàn Lập mở to mắt, nhìn độc long một cái, lại liếc mắt đám ngựa oi dịch lập nhai ở phía xa, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nguyên lai là độc long đạo hiếu, đã lâu không gặp. Ngày mai chính là hội võ năm thành, xem lệ đạo hiếu bình tĩnh như vậy, chắc hẳn là đã tính trước rồi hả? Độc long khẽ cười một tiếng, có chút lấy lòng nói. Đâu có, lệ mộ bất quá là lần đầu tham gia đại hội bực này, cũng không biết phải làm sao mà thôi. Hàn lập cười nhạt nói, hạc hạc, lệ đạo hữu thật biết nói đùa. Độc Long cười hạc hạc, hai người cứ như vậy không coi ai ra gì, ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Dịch lập nhai ở xa chứng kiến cảnh này, trong mắt lóe lên lãnh mang, đang muốn nói gì đó. Vào thời khắc này, lại một hồi tiếng bước chân chuyển đến, hai thân ảnh huyền chuyển đi đến, rõ ràng là cốt thiên tầm, còn có diêu ly thủy chung luôn đi theo bên cạnh nàng. Trên mặt cốt thiên tầm mơ hồ hiện ra một tầng hào quang óng ánh, so với trước tựa hồ có chút biến hóa. Cốt đạo hiếu, những ngày qua ngươi một mực bế quan tu luyện, xem ra có phần sở thành A, lần này hội võ, chắc hẳn có thể tiến thêm một bước rồi. Dịch lập nhai lập tức đứng lên nginh đón, cười nói. Dịch đạo hiếu quá khen, cốt thiên tầm thản nhiên nhìn dịch lập nhai một cái, đôi mắt đẹp quét qua khắp nơi trong phòng. Ánh mắt của nàng chợt sáng lên, khẽ gật đầu với dịch lập nhai, sau đó cất bước đi đến phía hàn lập. Dịch lập nhai thấy cảnh này, khuôn mặt anh Tuấn lập tức cứng đờ, trên mặt nổi lên một tia xanh mét chậm rãi ngồi trở lại chỗ cũ lệ đạo hiếu không ngại ta ngồi ở chỗ này chứ cốt thiên tầm đi đến bên cạnh hàn lập chỉ một chỗ ngồi bên cạnh cười yếu ớt hỏi đương nhiên cốt đạo hiếu mời ngồi hàn lập nhoẻn miệng cười cốt thiên tầm ngồi xuống bên cạnh hàn lập diêu ly thì miệng hơi chu lên bất quá vẫn ngồi xuống bên cạnh cốt thiên tầm độc long thấy vậy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc ngày mai chính là hội võ năm thành không biết lệ đạo hữu đã chuẩn bị gì chưa, có nắm chắc không? Cốt thiên tầm cười hỏi, trong lời nói có ý gì đó. Hội võ năm thành cường thủ như rừng, chút năng lực của lệ mỗ thì cần gì chuẩn bị chứ, hết sức tranh thủ là được. Hàn lập biết rõ ý tứ cốt thiên tầm, cười nhạt một tiếng nói ra. Nếu cần ta hỗ trợ, lệ đạo hữu không cần khách khí, cứ nói thẳng là được. Đôi mắt đẹp cốt thiên tầm chấp lên, nói ra. Vậy trước tiên đa tả cốt đạo hữu rồi, Hàn lập thoáng gật đầu thăm hỏi. Độc Long cùng Diêu Ly nghe hai người đối thoại, trên mặt đều lộ ra một tia nghi hoặc, tuy nhiên cũng thức thời không có đặt câu hỏi. Thời gian trôi qua từng chút, những người thanh dương thành khác cũng đã nhao nhao tới đây, người cuối cùng đến là độc giác đại hán hiên viên hành. Người này cũng không như những người khác tiến đến bên dịch lập nhai, chỉ là nhìn hướng cốt thiên tầm cùng hàn lập khẽ gật đầu trào, sau đó bản thân tìm một chỗ đất trống đứng khoanh tay. Hàn lập nhìn qua vị trọng tài huyền đấu trường thanh dương thành, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, chờ thoải mái dù sao không có quy định nào là không cho phép trọng tài huyền đấu trường tham gia hội võ năm thành đấy. Ha ha, để chư vị đợi lâu rồi, thần dương từ trong phòng đi ra, cười hạc hạc nói, thần tình tựa hồ có chút cao hứng. Bái kiến thành chủ, mọi người kho mình hành lễ, không cần đa lễ như vậy, thần dương vung tay nói ra, sau đó ngồi xuống vị trí chủ tọa. Ngày mai chính là ngày hội võ năm thành, chư vị đã chuẩn bị tốt chưa? Sắc mặt thần dương ngưng tụ, ánh mắt lướt qua mọi người, chậm rãi hỏi thành chủ yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị vạn toàn. Dịch lập nhai nhìn cốt thiên tầm một cái, âm điệu mạnh mẽ nói. Những người khác cũng đều hô lên, khí thế như cầu vồng, khiến cho toàn bộ phòng tiếp khách đều chấn động. Bởi vì thành chủ thay đổi, cao tầng thanh dương thành hầu như thay máu, lần này đến đây hơn phân nửa đều là người mới, rất có lòng tin với thực lực của mình, chỉ có mấy người hùng bi đã tham gia hội võ lần trước thì chỉ im lặng không nói. Vậy là tốt rồi, kế tiếp ta tuyên bố danh sách nhân sự tham gia hội võ lần này. Trên mặt thần dương mỉm cười gật đầu, tiếp tục nói, chỗ sâu trong ánh mắt mang theo vài phần ý vị khác. Mọi người nghe thế, thân thể đều chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Vị thứ nhất, cốt thiên tầm, vị thứ hai, lệ phi vũ, vị thứ ba, dịch lập nhai, kế tiếp, là đồ cương, tôn băng hà, hùng bi. Độc long, cùng với hiên viên hành, thần dương dừng lại một chút, một hơi đọc 12 cái tên. Nghe những lời này, sắc mặt mọi người trong phòng khác nhau, có người lộ ra vẻ mừng rỡ, cũng có người thất vọng thở dài. Sắc mặt cốt thiên tầm cùng hàn lập bình tĩnh, không có biến hóa nhiều, tựa hồ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Siêu ly cũng không tiến vào 12 người, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, độc long cũng thở nhẹ ra một hơi. Dịch lập nhai nhướng mày, nhìn hàn lập một cái, trong mắt lóe lên lãnh mang, hiển nhiên bài danh của gã đứng sau hàn lập nên có chút khó chịu. Hội võ lần này đối với Thanh Dương Thành chúng ta vô cùng trọng yếu, 12 người trong danh sách phải hết sức nỗ lực phấn đấu, nếu có người tiến vào trước 4, ngoại trừ hội võ khen thưởng, bổn thành chủ sẽ có trọng thưởng khác." Thần Dương trịnh trọng nói ra. "Vâng." Mọi người tại đây cùng hô lên đáp ứng. "Tốt rồi, ngày mai chính là hội võ, các ngươi về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho tốt." "Lệ Phi Vũ ngươi lưu lại một chút." Thần Dương nói ra, nghe nói thế, mọi người trong phòng nhìn Hàn Lập một cái, mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức nhao nhao đứng dậy cáo từ trong mắt dịch lập nhai càng hiện lên vẻ âm lãnh bỗng nhiên đứng dậy ly khai rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hai người hàn lập cùng thần dương thần đạo hữu lưu ta lại chắc là có kết quả tin tức tử linh cùng thạch không hàn lập trực tiếp hỏi không sai ba tháng này ta phái người khổ tâm truy xét cuối cùng đã phát hiện được chút thần dương nói như thế biểu lộ lại thoáng có chút mất tự nhiên thần đạo hữu mời nói trong lòng hàn lập khẽ động cặp mắt nhìn chăm chú thần dương chương 901, trước giờ, về vị tử linh đạo hiếu kia, tại huyền thành, còn có ba thành trì khác ta cũng đã cẩn thận điều tra qua, nhưng không phát hiện chút manh mối nào. Thần Dương nhìn Hàn Lập một cái, thở dài nói ra. Không tìm thấy, Hàn Lập nhíu mày, nếu tử linh đạo hiếu kia ở trong huyền thành, dù không có tin tức chính xác thì có lẽ vẫn phải nghe phong phanh. Nhưng căn cứ theo điều tra của ta, một chút tin đồn về tử linh cũng không thấy. Theo ta phỏng đoán, người này có khả năng ở khôi thành, hoặc là sau khi tiến vào thích lân không cảnh bất hạnh vẫn lạc trong miệng lân thú thần dương vội vàng nói hàn lập nghe vậy sắc mặt trầm xuống không nói gì mặc dù không tìm được tử linh nhưng tình huống vị thạch không kia ta đã thăm dò rồi lúc này hắn ở ngay tại phủ thành chủ huyền thành chẳng qua bị giam trong lao ngục thần dương tiếp tục nói bị giam vào lao ngục có thể thăm dò là vì sao không hàn lập nghe vậy hỏi về tin tức này người canh giữ phủ thành chủ cực nghiêm mật ta nghe ngóng nhiều mặt cũng không dò xét được manh mối nào hữu dụng. Chẳng qua lệ đạo hữu người cũng không cần lo lắng, thạch không tuy bị giam nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thần Dương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, đa tạ thần đạo hữu, tuy không tìm ra tung tích tử linh nhưng có thể thăm dò được tung tích của thạch không coi như đã hoàn thành yêu cầu của tại hạ. Hàn lập cúi đầu im lặng một lát, ngẩng đầu nói. Thần Dương nghe vậy, thở phào một hơi, vậy ta cáo từ trước, Hàn lập nhẹ gật đầu, cáo từ rời đi. Thần Dương nhìn qua bóng lưng Hàn Lập, trong mắt như có một đạo quang mang kỳ lạ chấp động, quay người đi vào nội thất. Lúc này giải đạo nhân đang đứng ở một góc trong phòng, cúi đầu đứng, sau khi thấy thần Dương đi vào, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hội võ sắp tới, dường như tâm tình ngươi không được tốt. Mặt giải đạo nhân không biểu tình nói, nếu ngươi thân là thành chủ, bộ hạ dưới chứng tự tin mù quáng, chắc hẳn tâm tình của ngươi cũng không tốt được. Thần Dương cười khổ một tiếng, nói, giải đạo nhân nghe vậy, im lặng. Tuy dịch lập nhai có thực lực nhưng vô cùng tự phụ, so với mấy cao thủ đứng đầu thành khác vẫn có chút tranh lệch, riêng cốt thiên tầm thì còn có chút hy vọng hơn. Về phần vị lệ đạo hiếu kia của ngươi, thật ra khiến ta có phần nhìn không thấu, nhưng so với cốt thiên tầm, chỉ sợ vẫn có chút không bằng. Thần Dương không để ý đến giải đạo nhân, thì thào lẩm bẩm. Hàn lập rời khỏi chỗ ở của thần Dương, rất nhanh quay về gian phòng của mình, ý niệm trong đầu chuyển động. Hiện giờ Thạch Xuyên không bị giam trong lao ngục huyền thành, muốn cứu ra cũng không dễ, vào huyền thành thời gian dài như vậy, hắn đã cảm nhận được, thực lực huyền thành lợi hại hơn rất nhiều so với thanh dương thành, muốn vào lao mục cứu người cũng không đơn giản. Còn tử linh, giờ cũng không biết là may mắn hay bất hạnh. Hàn lập tĩnh tỏa thật lâu, chợt lắc đầu, bình phục tâm tình, thần sắc trên mặt khôi phục bình tĩnh. Bây giờ không phải thời điểm lo lắng cho tử linh và thạch xuyên không, trước đánh tốt hội võ năm thành, lấy được thiên lân vẫn tinh giải trừ tai họa ngầm hắc kiếp trùng rồi hãy nói tới chuyện khác. Trong lòng Hàn Lập nghĩ vậy, chậm rãi nhắm mắt lại. Biệt huyền thành chủ xa thu viện, trong một tòa thạch điện. Một gã tráng hán trung niên trên người bọc áo khoác gia thú đang tựa trên một ghế đá rộng lớn, dưới ánh lửa chiếu lên mũi ngăm đen lộ vẻ sáng bóng. Đó không phải ai khác, chính là thành chủ thông dư thành Phú kiên. Sáu tu sĩ thông dư thành chia ra hai bên trái phải đang ngồi phía dưới. Hội võ năm thành lần này, ách quái thành chủ rõ ràng rất coi trọng, đồ vật ban thưởng lần này cái nào cũng có chút bất phàm, các người đều phải hết sức ứng phó cho ta, tranh thủ đứng đầu trong danh sách, nhất là ngươi, đoạn thông. Trong mắt phù kiên lộ tinh quang, mở miệng nói, tên đại hán khôi ngô kia toàn thân quấn đầy băng vải, an vị chỗ dưới tay y. Lời phù kiên nói sau một lúc lâu, gã chỉ nặng nề ừ một tiếng, không có phản ứng gì khác. Đối với việc này dường như phù kiên cũng đã sớm tập mãi thành quen rồi, cũng không so đo, mở miệng tiếp tục nói, trước không nói chu tử nguyên huyền thành. Phương Thiền Bạch Nham Thành và Phong Vô Trần Huyền Chỉ Thành, người có nắm chắc thắng được không? Mặc dù phong vô trần có ưu thế tốc độ, nhưng chỉ cần tên đó không cách nào phá vỡ phòng ngự của ta, vấn đề sẽ không lớn. Một khi quấn lấy hắn cận chiến, ngược lại như ta mong muốn. Đoạn thông trầm mặc một lát rồi nói, Phương Thiền thì sao? Phù Kiên hỏi, trước đây chưa từng giao thủ cùng hắn, không rõ lắm. Nhưng người này lần trước có thể đánh bại cốt thiên tầm, đủ thấy kỳ thật thực lực không tầm thường. Sau nhiều năm như vậy, chắc hẳn chiến lực hắn cũng tăng lên. Đoạn thông tiếp tục trầm mặc một hồi, mới lên tiếng. Ừ, người có thể cẩn thận như vậy cũng là chuyện tốt. Phù Kiên nhẹ gật đầu, nói ra. Một chỗ thạch môn đại điện khác ở biệt huyền, liên tiếp có người đi ra khỏi điện. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại một gã trung niên nam tử dáng người cao gầy sắc mặt tái nhợt, và một gã thanh niên áo trắng bộ dáng tuấn tú. Chính là hai người Tần Nguyên và Phong Vô Trần. Vô Trần, những ngày gần đây thấy ngươi liên tục bế quan không ra ngoài, chẳng lẽ lại có đột phá? Tần Nguyên cười hỏi, bẩm nghĩa phụ, lúc trước tu luyện tích lũy nhiều năm, vừa hôm qua đã nước chảy thành sông, mở ra thêm một khiếu. Tiếng phong vô trần cung kính đáp, không tệ, không tệ, là dấu hiệu tốt, xem ra hội võ năm thành lần này, tiến vào ba hạng đầu hẳn là không sai được. Tần Nguyên gật đầu cười nói, phong vô trần nghe vậy, lông mày hơi nhăn lên, trầm mặc lại. Làm sao vậy, có tâm sự gì sao? Đuôi lông mày Tần Nguyên khẽ động, hỏi, chẳng biết tại sao, Hải nhi cảm thấy lần hội võ này có điều không thích hợp trong lòng có chút bất an phong vô trần trần chờ một lát mới mở miệng nói ra a à, chẳng lẽ vì bái phỏng lục hoa phu nhân không có kết quả không lấy được binh khí mới phải biết là binh khí tốt thế nào cũng chỉ là vật ngoài thân trong tích lân không cảnh chúng ta tự thân thể mình mới là căn bản tần nguyên cau mày nói nghĩa phụ nói rất đúng quả là hài nhi quá lo lắng phong vô trần nói gấp chẳng qua tình huống lần này chính xác là ngoài dự kiến của ta không chỉ có việc người bái phỏng lục hoa phu nhân không có kết quả, ngay cả sau đó ta tự mình đến đó cũng được bảo rằng hắn đang bế quan luyện khí, bế môn tiến khách. lời nói tần nguyên xoay chuyển nói ra, có phải nguyên nhân vì hai người thanh dương thành kia không? trước đó bọn họ đột nhiên đưa ra tín vật gì đó, cứng rắn chen ngang cơ hội hải nhi bái kiến lục hoa phu nhân. sau đó hải nhi bái phỏng mấy lần nữa cũng đều không được cho vào. phong vô trần ngẩng đầu, ánh mắt chớp lên nói hai tiểu quỷ thanh dương thành lấy đâu ra năng lực lớn như vậy. Hơn phần nửa là chỗ nào đó chúng ta làm không tốt mới khiến lục hoa phu nhân sinh lòng không vui. Đợi sau hội võ, nghĩa phụ lại đi bái phỏng một lần nữa thử xem. Tần Nguyên khoát tay chặn lại, nói ra, bất kể có phải nguyên nhân vì hai người kia không, trên hội võ lần này ta mà đụng phải bọn hắn nhất định sẽ không để bọn hắn sống dễ chịu. Có lẽ cốt thiên tầm ta còn phải tốn chút khí lực về phần nhân tộc kia. Lời phong vô trần nói phân nửa, không tiếp tục nói hết, trên mặt lại ý cười lành lạnh, sát khí hiện ra. Cùng lúc đó, đám người Bạch Nham Thành cũng tụ tập trong một đại điện, tôn đồ đang động viên trước khi chiến đấu. Hội võ năm thành sắp khai mạc, không cầu chư vị người người đứng đầu danh sách, chỉ hy vọng các ngươi hết sức ứng phó, ít nhất đều có thể giành thắng lợi trận đầu. Đợi khi về Bạch Nham Thành, ta sẽ căn cứ vào biểu hiện của chư vị, đưa ra phong thưởng khác. Tôn đồ cao giọng nói ra, chúng ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, không phụ sự phó thác của thành chủ. Một gã nam tử áo bảo sám lập tức hưởng ứng nói. Theo sát phía sau, mọi người cũng theo đó hô to nói, toàn lực ứng phó, không phụ sự phó thác. Trong từng tiếng hoan hô hùng hồn, còn kèm theo một ít tiếng ngáy cách quãng không quá hài hòa. Nơi phát ra tiếng ngáy kia, chính là Phương Thiền ngồi ở vị trí bên trái dưới tay tôn đồ. Lúc này, gã đang dựa lưng vào ghế đá, bốn vó ngã trỏng nửa nằm trên mặt ghế ngáy o o. Cũng không biết có phải gã đang mộng đẹp hay không, trên gương mặt heo xấu xí đều là thỏa mãn vui vẻ khóe miệng chảy nước miếng, thỉnh thoảng lại chép miệng hai cái, một hồi lại phát ra tiếng mê sảng không rõ. Tôn đồ càng nói đến sôi sục, tiếng ngáy của gã lại càng vang dội. Chẳng qua tất cả mọi người ở đây tựa hồ đã tập mãi thành quen với điều này, không ai cảm thấy có chỗ nào bất hồn. Đúng lúc này, cổ họng phương thiền bỗng nhiên khẽ độc, miệng hơi mở ra, tiếng ngáy phát ra trong miệng bỗng từ thô chuyển về tinh tế, thanh âm nhỏ đi, âm điệu lại bắt đầu lên cao. Sau khi một tiếng này vang lên, một cỗ dao động kỳ dị theo miệng mũi gã truyền ra. Đầu tiên là cái bàn trong thạch điện bắt đầu đung đưa rất nhỏ, tiếp đó tất cả mọi người cảm thấy tay chân chết lặng một hồi, đầu óc đều có chút mê man. Lại tới nữa, mọi người không ngớt lời ai thán. Một bên tôn đồ thấy thế, khóe môi nhếch lên tia cười, co tay một cái, bắn một tiếng ba vào chán phương thiền. Cả người phương thiền mạnh mẽ run lên, hai mắt mở mạnh ra, có chút mờ mịt nhìn về phía mọi người bên cạnh tôn đồ nâng tay áo xoa xoa khóe miệng dính nước miếng của gã vừa cười vừa nói không có việc gì người ngủ tiếp đi phương thiền ngu ngơ cười cười điều chỉnh một tư thế ngồi ngả đầu về sau tiếp tục ngủ trong đêm trăng sáng như sương bên trong phủ thành chủ trên nóc một đại điện lẻ loi hai đạo nhân ảnh nằm song song nhìn lên tinh không một người trong đó mày kiếm mắt sáng tướng mạo đường đường đang mặc cốt giáp màu trắng hai tay gối sau gáy thân sắc trên mặt bình tĩnh chính là thủ lĩnh chu tử nguyên liên tục mấy lần đoạt quán quân hội võ nam thành người còn lại là nữ tử dung nhan tuyệt mỹ khí chất quạnh quẽ trên người cũng mặc cốt giáp thiếp thân đường cong lả lướt đại ca thành chủ cũng thiệt là bản thân buông tay mặc kệ chuyện động viên trước khi chiến đấu ngược lại để ngươi tới làm nữ tử tuyệt mỹ kia nhẹ giọng phàn nàn nói tử thanh nơi này là phủ thành chủ tiếng ngươi tuy nhỏ nhưng thành chủ lão nhân ra người cũng nghe thấy đó chu tử nguyên cười nói thành chủ đại nhân đại lượng sẽ không so đo những thứ này đâu. Nữ tử tuyệt mỹ nghe vậy, vội thè lưỡi, mất bò mới lo làm chuồng nói. Hội võ năm thành lần này là lần đầu ngươi tham gia, đối với tình hình chiến lực từng thành trì nhất định phải nhớ kỹ. Đoạn thông ở thông dư thành, thần thông nhất thủ thông huyền tí không thể khinh thường, ta thấy hắn. Lời chu tử nguyên còn chưa nói hết đã bị muội muội chu tử thanh mở miệng cắt đứt, được rồi. Được rồi, đại ca, cộng thêm lần nhắc nhở này, đã là lần thứ bảy rồi đó, lỗ tai của ta sắp thành kén rồi. chương 902, Tu La Trường, Tử Thanh, vậy ngươi nói cho ta biết, có người nào cần đặc biệt chú ý? Chu Tử Nguyên vẫn kiên nhẫn, hỏi, ai, căn cứ đại ca ngươi nói, ngoại trừ Thanh Dương Thành, người mấy tòa thành trì kia thì không có một người nào là đèn đã cạn dầu, gặp đều phải cẩn thận, càng thêm chú ý. Chu Tử Thanh khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Sai rồi, Thanh Dương Thành Cốt Thiên Tầm cũng nhất định phải chú ý, đừng nhìn nàng chỉ là một nữ nhân nhưng chiến lược nàng này tuyệt không dưới những người kia chu tử nguyên nhướng mày chăm chú nói ra đúng 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 thanh dương thành còn có một cốt thiên tầm đại ca cũng quá đề tâm làm sao vận khí ta lại không tốt như vậy gặp phải nhiều cường giả như thế chứ chu tử thanh gật đầu như gà con mổ thóc nói cuối cùng lại nhỏ giọng lầm bầm một câu tử thanh người cảm thấy đại ca có thể liên tục đoạt được quán quân hội võ là dựa vào cái gì Chu Tử Nguyên không để ý đến Chu Tử Thanh phàn nàn, chuyển chủ đề hỏi. "Còn phải nói, đương nhiên là thực lực chứ gì?" Chu Tử Thanh không cần nghĩ ngợi nói, "Thực lực tuy quan trọng, nhưng cũng không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là không được có bất kỳ lòng khinh thị, ngoại trừ những đối thủ đã biết chi tiết rõ ràng, lúc gặp những khuôn mặt mới lần đầu tham gia hội võ, cũng nhất định phải cẩn thận đối đãi." Thần tình Chu Tử Nguyên trịnh trọng, dặn dò, "Ừ, đại ca, ta nhớ kỹ." Rốt cuộc Chu Tử Thanh chăm chú thêm vài phần gật đầu nhẹ nói ra. Chu Tử Nguyên thấy thế, không tiếp tục dặn dò dài dòng nữa, cùng muội muội yên tĩnh nhìn lên tinh không. Bất quá, hơn 10 hơi thở sau, chợt nghe Chu Tử Nguyên mở miệng lần nữa nói, "Đúng rồi, ngay chỗ Huyền Chỉ Thành phong vô trần. Đại ca, người đủ rồi đó. Ngay tại Huyền Thành, thời điểm mọi người tự chuẩn bị cho hội võ năm thành, trên một mảnh xa mà cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm, tiếng gió gào thét, cát bụi đầy trời. Dưới ánh trăng, dường như toàn bộ thế giới đều thành một mảnh hỗn độn, chỉ thấy trong bụi mù minh mông, từng bóng mờ màu đen cực lớn như ẩn như hiện đang xuyên qua cát bụi chậm rãi đi về phía trước. nhờ ánh trăng, bóng mờ màu đen hiện dần ra, rõ ràng tất cả đều là lân thú cực lớn. trong đó cầm đầu là một đầu ô lân tượng hình thể cao hơn trăm trượng, bộ dáng lại không quá giống với ô lân tượng bình thường. chỉ thấy đầu ô lân tượng này, toàn thân được lân giáp bao trùm, phần bụng cùng trên chân có thiết giáp bao bọc, trước ngực có bảy tám khối thú hạch lớn chừng quả đấm, được đặt vòng tròn khảm vào trong huyết nhục của nó hai cây ngà dài của ô lân tượng đã bị cắt đi, thay vào đó là hai cây trường mâu sắc bén, dưới ánh trăng chiếu rọi, xuyên thấu qua bão cắt lóe lên từng điểm hàn quang. Mà cổ quái nhất là, hốc mắt đầu ô lân tượng này hãm sâu, bên trong đen ngòm, căn bản không có đồng tử, nếu cẩn thận nhìn kỹ, còn có thể phát hiện hốc mắt kia rõ ràng có dấu vết héo khô. Đầu ô lân tượng này rõ ràng là một cỗ tử thi khô héo. Mà đi sau lưng nó còn có hơn 10 đầu lân thú khác, toàn bộ đều là cỗ thi thể khổng lồ trên lưng những lần thú này đều mang theo một tòa thạch điện màu đen lớn không lớn nhỏ cũng không nhỏ bên trong tòa thạch điện của đầu ô lân tượng dẫn đầu có bảy tám trậu than lóe sáng chiếu rọi bên trong một mảnh không minh ở trung tâm điện có một bệ đá màu đen rộng ba thước phía trên có một nữ tử váy dài màu đen đang khoanh chân ngồi dáng người nhanh nhẹn trên mặt đeo lụa mỏng chỉ nhìn một bên mặt cũng đủ để khuynh đảo chúng sinh cách nàng này không xa là một ghế đá màu đen ngồi trên đó là một nữ tử có thân hình thướt tha đồng dạng trên mặt phủ lụa đen, thân hình nàng khuynh đảo, mềm mại, vòng eo dán chặt trên mặt ghế, thoạt nhìn phảng phất như một yêu xà không xương mềm mại đáng yêu. Còn bao lâu nữa thì tới huyền thành, tiếng nói nữ tử như tử nhu hòa, thanh âm lười biếng, như mê hoặc. Bẩm báo thành chủ, hiện giờ vẫn còn trong phạm vi khôi thành chúng ta, trên đường nếu không có gì ngoài ý muốn, không đến một tháng nữa sẽ đến huyền thành. Nữ tử váy dài trên bệ đá hơi nghiêng người, nhẹ nói. Tốt, chuẩn bị nhiều năm như vậy, thời cơ cuối cùng đã tới. Nữ tử được gọi là thành chủ ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời như sao, thì Thảo nói ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp lại đến. Bên ngoài huyền thành, khi tia sáng mặt trời đầu tiên lướt qua trọng huyền sơn mạch, chiếu sáng phía trên tòa thành, nội thành đã là một mảnh nhộn nhịp. Đường phố trong thành trận ních, rậm rạp trăng trịt, dòng người nhao nhao đi đến tụ tập ở một kiến trúc hình tròn chiếm diện tích cực lớn, chỗ đó đúng là một tòa huyền đấu trường lớn nhất trong huyền thành, có tên rất đặc biệt là Tu La Trường. Phía trước Tu La Trường là quãng trường rộng rãi đã sớm chật kín người, đứng lặng trong đó là một bức tượng đá hình người đã bị vây quanh chật như nêm cối, xung quanh không ngừng có người đi lên, phía sau tiếp trước thò tay chạm đến quần áo cùng mũi chân tượng đá. Nghe nói, chạm đến pho tượng này có thể mang đến may mắn, có thể giúp cho bọn họ đánh cược trong hội võ đại sát tứ phương, lợi nhuận đầy bồn đầy bát, bởi vậy nhiều chỗ trên pho tượng kia đã bị mài đến thập phần bóng loáng, phía trên khỏa lên một tầng bạo tương thật dày phản xạ ánh nắng sáng sớm. Càng có rất nhiều người tụ tập trước bốn đại môn tu la trường, cùng đợi mở cửa vào. Đông, nương theo đó là một tiếng chuông trầm trọng cổ xưa vang lên, đại môn bốn phía đồng thời chậm rãi mở ra, đám người chen chúc đi vào, nhao nhao tràn vào trong tu la trường, sau đó phân tán ra tám tòa huyền đấu đài cự đại. Cùng lúc đó, trong một tòa đại sảnh hình tròn sâu dưới tu la trường, có vài chục người tụ tập trong đó, đại khái chia làm năm chi đội, tự phân tán ra trò chuyện với nhau. Những người này đúng là 64 tên huyền đấu sĩ thanh gia hội võ năm thành lần này, Hàn Lập cùng đám người cốt thiên tầm cũng ở trong đó. Lệ đạo hiếu, huyết tương tử của người ủ đến đâu rồi? Cốt thiên tầm thấy một mình Hàn Lập ngồi ở nơi hẻo lánh, đi tới hỏi. Đám người dịch lập nhai tụ họp thành một đoàn, thấy vậy cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, chỉ là liếc qua, rồi tiếp tục phối hợp rảnh rỗi Hàn Huyên. Hiên viên hành cùng độc long, có chút khoảng cách với bọn họ, hiên viên hành thì vẫn lạnh nhạt, thần sắc độc long lại có chút khẩn trương không sai biệt lắm, lúc này, ngược lại là phải chúc mừng cốt đạo hữu rồi, đã sớm giải quyết hỏa hắc kiếp trùng. Hàn lập ngẩng đầu nhìn nàng, vừa cười vừa nói, lục hoa, lão đầu cổ quái kia, một lòng muốn ngươi lấy ra thiên lân vẫn tinh, thật sự thật là có lỗi. Việc này ta cũng không giúp ngươi được, cốt thiên tầm nửa giả nửa thật nói, lệ mỗ biết rõ thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, lục hoa tiền bối yêu cầu vẫn là hợp tình hợp lý. Hiện tại chỉ hy vọng vị trí được ban thưởng thiên lân vẫn tinh, không nên quá gần vị trí đầu thì tốt hơn. Hàn Lập cười cười, nói ra, báo trước cho lệ đạo hiếu một tin tức, thiên lân vẫn tinh sẽ được ban thưởng cho một vị trí trong ba người dẫn đầu, vì vậy đạo hiếu vẫn có cơ hội lấy được đấy. Cốt thiên tầm liếc nhìn Hàn Lập, như có thâm ý truyền âm nói ra. Được cốt đạo hiếu cho biết, cũng vì tính mạng của mình, lệ mỗ cũng chỉ có thể cố gắng tranh đoạt một phen. Hàn Lập vừa cười vừa nói, trong khi hai người nói chuyện, toàn bộ không gian bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, ngay phía trước mọi người truyền đến một hồi thanh âm ù ù. Chỉ thấy chính giữa vách tường dày đặc lõm xuống dưới năm lỗ lớn, phía trên mỗi lỗ có một đạo ánh mặt trời chiếu xuống, từ trong hiển lộ ra năm thềm đá thông đạo, đi thông mặt đất. Huyền đấu sĩ năm thành, nhanh bước lên huyền đấu đài. Một thanh âm to lớn từ bên trên truyền đến, huyền đấu sĩ bản thổ huyền thành, dưới sự dẫn đầu của hai huynh muội Chu Tử Nguyên và Chu Tử Thanh mặc cốt giáp, dẫn đầu bước lên một tòa thềm đá, đi hướng xuống mặt đất. Còn lại mấy chi đội kia thấy thế, cũng đều trước sau theo người cầm đầu, đi ra đại sảnh dưới mặt đất. Vừa đến mặt đất đấu trường, từng đợt thanh âm bao la hùng vĩ từ bốn phương tám hướng tụ tập đến giữa huyền đấu đài, chính giữa còn kèm theo một ít cái tên. Chu Tử Nguyên, Chu Tử Nguyên, Phong Vô Trần, trên khán đài người ta tấp nập, các loại âm thanh xen lẫn cùng một chỗ, náo nhiệt vô cùng. Hàn Lập mặc dù đã tham gia huyền đấu ở Thanh Dương Thành nhiều lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên bị âm thanh người xem trên khán đài ầm ĩ rung động đến thế, từng âm thanh như sóng nhiệt truyền đến, làm nhiệt huyết trong cơ thể hắn cũng theo đó mơ hồ có chút sôi trào lên. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, chỉ thấy cách mỗi hơn trăm trượng bên ngoài, liền xây dựng một tòa huyền đấu đài, tổng cộng tám tòa, chỉnh thể phân bố theo phương vị bát quái, mỗi năm tòa trong đó đang đứng một chi đội huyền đấu sĩ tòa thành. Trên huyền đấu đài, ngay vị trí chi đội huyền đấu sĩ bản thổ huyền thành, lại nhiều ra thêm một người. Thân hình gã cao lớn, đầu sinh song rác như thanh nghiêu, mặt đen, chính là người chủ trì đại hội mà giữa tám tòa huyền đấu đài đứng lặng một đài cao trăm trược phía trên đặt sáu cái ghế đá màu đen chỗ này hiển nhiên là vị trí dành cho thành chủ năm tòa thành nhưng chẳng biết tại sao lại nhiều hơn một cái ghế toàn trường yên lặng cung nghênh thành chủ lúc này chỉ nghe đại hán ra đen hét to một tiếng toàn bộ tu la trường lập tức an tĩnh lại nửa điểm âm thanh cũng không nghe thấy nhìn thấy vậy hàn lập có chút kinh ngạc ngay sau đó chỉ nghe một hồi tiếng gió gào thét vang lên phía trên màn trời bỗng nhiên có năm đạo nhân ảnh nhô cao lên rơi xuống giống như sao băng đập lên tòa đài cao trăm trượng ầm một tiếng vang lên toàn bộ đài cao và cả toàn bộ tu la trường lắc lư một hồi sáu đạo nhân ảnh hiển lộ ở trước mặt mọi người tất cả mọi người nhìn lên liền thấy ách quái thành chủ ở vị trí giữa năm người còn lại thì chia làm hai bên lão sau so vị trí của lão thì mơ hồ thấp hơn một xíu thoạt nhìn giống như là đi theo phía sau lão lúc này dung mạo ách quái thành chủ nhìn như bình thường nhưng trên người có một loại hào khí quân lâm thiên hạ, thoạt nhìn giống như là một đầu sư tử mạnh mẽ áp đảo bốn phương, làm cho người không có nổi nửa điểm phản kháng. Trên khán đài, không ít người đều không tự chủ được cúi đầu. Hàn lập hít mắt dò xét trên đài cao, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, tại sao là lão? Chỉ thấy đứng bên trái sau lưng ách quái là một người, dáng người thấp bé, thể trạng lại có chút tráng kiện, đầu hói hơn phân nửa, ngược lại hàm dâu phía dưới lại rất rậm rạp, vặn thành một cái bánh quai trèo đuôi sam, đó không phải ai khác, mà đúng là lão luyện khí đại sư kia, Lục Hoa phu nhân. Chương 903, Trọng thưởng. Hàn Lập nhìn qua Lục Hoa phu nhân trên đài cao, trong lòng hơi động. Hắn vốn biết thân phận của Lục Hoa phu nhân không thấp, chẳng qua hắn không nghĩ đến, là lão ở trong huyền thành này lại có địa vị cao như thế. Ngày hôm nay, nhờ có chư vị tụ họp ở trong huyền thành, cùng nhau tham gia hội võ năm thành trọng đại lần này, ta mong chư vị cùng với bọn ta, chứng kiến trong tu la trường này sẽ sinh ra một khôi thủ vương giả khôi thủ, khôi thủ, khôi thủ, toàn bộ tu la trường cũng theo đó hưởng ứng theo, lập tức bùng nổ lên tiếng gào thét như núi vọng biển gầm, rung động khắp trời xanh. Sau khi ách quái nói qua loa vài câu, lão liền giơ hai tay lên vẫy vẫy ấn xuống mấy cái, rồi ngồi xuống ghế dựa lớn sau lưng, năm người còn lại thấy vậy, cũng nhao nhao ngồi xuống theo. Tiếng hoan hô trong tu la trường kéo dài thật lâu, mới dần dần giảm xuống bớt. Kỳ hội võ năm thành lần này, được các thành tuyển lựa từ huyền đấu đài để chọn ra 64 cường giả tinh anh, mỗi trận huyền đấu sẽ đấu một trọi một, tiến hành tổng cộng 6 vòng, tiếp đó lại giao đấu thêm lần nữa quyết định ai là vương giả. Phàm kẻ nào tiến vào 8 hạng đầu, đều được ban thưởng một viên địa giai lân thú, còn người nào tiến vào tứ cường, sẽ được ban thưởng một viên thú hạch thiên giai lân thú. Lúc này, tên đại hán da đen chủ trì hội trường, lên tiếng đọc lớn lần nữa. Âm thanh của gã vang vọng khắp tu la trường, không chỉ làm cho người ngồi xem trên khán đài hưng phấn không thôi, mà đến ngay cả đám người trên huyền đấu đài, cũng theo đó mà kích động trong lòng, hai bậc thú hạch thiên địa lân thú đối với bọn hắn hay là bất cứ người nào, cũng đều là tài nguyên tu luyện cực kỳ quý giá. Ngoài ra người nào có thể đạt hạng 3, sẽ được ban thưởng một khối thiên lân vẫn tinh, vật này chính là thiên ngoại vẫn tinh ngàn năm khó gặp, là tài liệu đỉnh cấp có công hiệu cho cả việc luyện đan và luyện khí, thứ này chân quý không nói chắc ai cũng biết. Đại hán đen xì sì cao giọng tuyên bố trên khán đài cũng kinh hô một hồi thứ này đã bao nhiêu năm chưa xuất hiện ở trong huyền thành rồi hàn lập nghe vậy sắc mặt cũng thoáng thả lỏng rất nhiều hắn thầm nghĩ trong lòng chỉ cần hắn đạt được hạng ba là có thể được ách quái thành chủ lần này quả thật ngài bỏ hết tiền vốn mà phần thưởng này cũng đủ để ban thưởng cho quán quân ngài làm vậy không thấy đau lòng sao trên đài cao tôn đồ vừa cười vừa nói đều là người thành trì của mình cho dù nhà nào chiếm được cũng không tính là nước phù sa chảy ra ngoài không có gì phải đau lòng cả. Ánh quái vừa cười vừa nói, lúc này, lại nghe đại hán đen kia tuyên bố, người nào có thể giành được hạng 2, sẽ được ban thưởng một bộ lân cốt huyền tinh giáp do đích thân lục hoa phu nhân luyện chế. Những năm gần đây, bộ áo giáp này được ngài ấy dày công luyện chế, được dùng từ 1236 tinh cốt lớn nhỏ, cùng trộn lẫn vào đó đủ loại tài liệu chân quý không thua gì thiên lân vẫn tinh, cộng thêm lục hoa phu nhân hao tâm tổn trí cùng với tinh lực mới luyện ra được nó, cho dù gọi nó là bảo vật vô giá cũng không đủ. Vừa dứt lời, toàn trường náo động, ngay cả các nhân tài kiệt xuất như phong vô trần, cũng vì đó mà sắc mặt thay đổi, trong mắt đều hiện lên vẻ thèm muốn. Hàn lập nhìn vẻ mặt tươi cười đắc ý của lục hoa phu nhân trên đài cao, lúc này mới hiểu ra, vì sao mà lão đầu tử thấp lùn này lại có thể biết trong danh sách ban thưởng có thiên lân vẫn tinh. Trên khán đài mọi người nghị luận ầm ý, đã xuất hiện hai món bảo vật, hiện giờ hầu như tất cả mọi người đang suy đoán, ban thưởng hạng nhất không biết là vật gì. Nhưng không ai có thể nghĩ ra được câu trả lời, bởi vì trong tích lân không cảnh này muốn tìm món đồ nào quý hiếm hơn hai thứ đó, thực sự không nhiều lắm. Người nào có thể giành được đầu bảng, sẽ được ban thưởng một đóa lưu diễm huyết phân. Ngay trong khi mọi người đang suy đoán tranh cãi với nhau, thì đại hán da đen dứt khoát tuyên bố ra, thứ này không giống như hai món bảo vật trước đó, gã chỉ nói ra một cái tên lưu diễm huyết phân này xong, cũng không kèm theo bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào cả. Trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, dường như mọi người đều chưa nghe qua nó, cũng không biết sốt cuộc nó là thứ gì nữa. Nhưng ở trên đài cao, ngoại trừ ách quái cùng lục hoa phu nhân ra, thì tất cả các thành chủ còn lại đều biến sắc. Lưu Diễm Huyết Vân, thật là có thứ đó sao? Thần Dương nhịn không được, hỏi. Mấy người còn lại cũng dối giết nhìn về phía ách quái, ném cho lão vẻ hỏi thăm. Chư vị không cần phải kinh ngạc, ban thưởng cho quán quân lần này, quả thật chính là lưu diễm huyết vân hay được gọi là khiếu mẫu thiên lộ. Ách quái thành chủ nhẹ gật đầu, nói ra, trong lời đồn, trời sinh trong huyết vân này ẩn chứa lực lượng huyết khí có thể khơi thông bế tắc huyền khiếu, chỉ cần nuốt nó vào trong người liền không cần phải dựa vào công pháp tu luyện, mà có thể trực tiếp khơi thông huyền khiếu, đồng thời nó cũng không lưu lại chút tai họa ngầm nào cả. Trong mắt thần dương lộ ra vẻ kinh ngạc khó áp chế, nhìn không được hỏi. Chưa chắc là như vậy, thứ đó có thể khai khiếu quả thật là không giả, Thế nhưng không phải là không có hạn chế, cơ thể người khi thừa nhận huyết vân trung quy cũng có giới hạn của nó, nếu mà không hấp thu nổi sẽ bị chính khí huyết đảo ngược, đến lúc đó sẽ có kết cục bạo thể mà chết. Ách quái vừa cười vừa nói, dù vậy, thứ đó cũng đủ làm cho người ta kinh sợ. Đám người rốt rít tán thưởng, Ách quái cũng không có thấp giọng, hơn nữa lỗ tai của đám người trên huyền đấu đài cũng kinh người, đều nghe không sót một lời nào mà lão vừa nói, vẻ mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, kèm theo vẻ mặt khát vọng. Chẳng qua Hàn Lập hơi nhíu mày, lấy làm lạ với thứ này, nhưng hắn cũng không có hứng thú nhiều với thứ đó. Dù gì trên phương diện khai khiếu, tốc độ của hắn cũng vượt xa những người khác, vì vậy mà sự khao khát thứ đó, đương nhiên cũng không mạnh mẽ như những người khác, ngược lại thiên lân vẫn tinh lại mang cho hắn lực hấp dẫn mạnh hơn một chút. Trên khán đài cũng không thiếu những người có kiến thức, có người nói ra nguồn gốc của lưu diễm huyết vân, lập tức như một viên đá giấy lên ngàn sơn sóng, dẫn đến mọi người trong khán đài nghị luận kịch liệt không thôi. Một lúc sau, mắt thấy đám người thảo luận tình thế không nghỉ, đại hán da đen mới mở miệng ra nói lớn. Hội võ năm thành huyền đấu vòng thứ nhất, tổng cộng có 32 trận, bắt đầu mỗi lần 8 trận, chia thành 4 đợt, trong ngày hôm nay sẽ kết thúc hết tất cả. Trận chiến này sẽ quyết ra 32 cái tên chiến thắng, sau 7 ngày nữa, sẽ tiến vào vòng tỉ thí huyền đấu tiếp theo. Hiện giờ, công bố danh sách phân chia huyền đấu vòng thứ nhất. Nương theo tiếng đại hán da đen vừa dứt, một trận âm thanh ma sát rầm rầm vang lên trên mặt đất bên trái đài cao, chợt từ từ nâng lên một vách đá màu xám trắng cao mấy chục trượng, phía trên phân ra bốn hàng, khắc dấu phân biệt bốn vòng tỷ thí huyền đấu hôm nay, mỗi một vị huyền đấu sĩ đều có danh sách đối chiến với mình. Ánh mắt Hàn Lập khẽ đảo qua, trong danh sách giao chiến vòng thứ nhất trên vách đá không có tên mình, cũng không có cốt thiên tầm, ngược lại có hai tên đồ cương cùng Tôn Băng Hà khá có tiếng trong Thanh Dương Thành. Người cùng giao đấu với Tôn Băng Hà chính là một gã huyền đấu sĩ của chỉ huyền thành hắn không có nghe cốt thiên tầm cùng thần dương nhắc qua, chắc là gã cũng không phải là nhân vật lợi hại gì, ngược lại đối thủ đối chọi với đồ cương, không ngờ là đoàn thông của thông dư thành. Ánh mắt của hắn lại đảo xuống dưới, trong vòng thứ hai trên huyền đấu đài chữ tốn lại có tên của mình, người mà hắn đối chiến tên là Từ Thuật, là một tên huyền đấu sĩ của Bạch Nham Thành. Lệ huynh, xem ra vòng thứ hai chúng ta đều sẽ lên đài tỉ thí, ngươi là đài chữ tốn, mà ta thì đài chữ ly, muốn quan sát tình hình giao chiến lẫn nhau cũng không cách nào được rồi trong thức hải của hàn lập đột nhiên vang lên tiếng của cốt thiên tầm hàn lập nhìn lướt qua vách đá phát hiện tên cốt thiên tầm ngay cách tên mình không xa đối thủ giao chiến với nàng dường như là một tên huyền đấu sĩ của chỉ huyền thành tên là uông trực gã từ thuận này ngươi đã từng gặp qua chưa hàn lập truyền âm hỏi hình như trước đó gã cũng có tham gia một lần hội võ năm thành thứ tự cũng chẳng ra làm sao không có ấn tượng gì cả tuy vậy có thể tham gia hội võ năm thành hơn phần nữa đều có chút tài năng Cốt thiên tầm ngẫm nghĩ một chút, trả lời. Hàn lập âm thầm nhẹ gật đầu, rồi xem qua một lượt tất cả danh sách của 32 trận huyền đấu này. Trầm ngâm nói, danh sách này, ngược lại phân chia có hơi trùng hợp, tu sĩ cùng thành sẽ không được giao chiến với nhau, chủ lực các thành cũng không có đụng mặt nhau. Chuyện này kỳ trước cũng đều như vậy, là cố ý làm ra. Cơ bản các tu sĩ cùng thành sẽ không phải giao chiến trong vòng thứ nhất, về sau số lượng huyền đấu sĩ các thành đều tiến vào vòng 2 sẽ có khác biệt, đến lúc đó không có biện pháp nào để đảm bảo cho gà nhà không tự đá nhau. Tỷ như, một thành nào đó có 12 người đều chiến thắng vòng thứ nhất, đến vòng thứ hai thì khó mà tránh khỏi an bài tu sĩ cùng thành gặp nhau. Còn về chủ lực các thành, vì để huyền đấu thêm kịch tính, trong ba vòng đầu cơ bản chủ lực các thành sẽ không phải đụng mặt nhau. Bọn hắn muốn quyết đấu, chỉ có thể sau khi tiến vào tám hạng đầu mới xuất hiện mà thôi. Cốt thiên tầm truyền âm giải thích nói, hiện tại tất cả tám tổ huyền đấu sĩ vòng thứ nhất hãy lên huyền đấu đài, huyền đấu sĩ còn lại thì lui vào trong hậu trường. Các vị khán giả đã có thể bắt đầu đặt cược, một khắc sau, huyền đấu chính thức bắt đầu. Lúc này, âm thanh đại hán da đen lại vang lên lần nữa. Bọn người Hàn Lập bắt đầu lui ra, trên khắp nơi khán đài gào thét ẩm ý, mơ hồ tất cả mọi người đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến bình đài đặt cược cách huyền đấu đài gần đó. Diện tích tu la trường thật sự quá lớn, cho dù có ngồi ở vị trí đủ cao trên khán đài, cũng không cách nào quan sát được hết 8 trận tỉ thí huyền đấu cùng một lúc được, cho nên sau khi những người xem này đặt cược đối tượng nào xong, trên cơ bản liền đến khán đài đó ngồi xuống, rồi chờ trận giao đấu đó bắt đầu. Chỗ mà bọn người Hàn lập đợi là đầu thông đạo có hình vòng tròn nằm dưới khán đài, mơ hồ bao vây cả một vòng tu la trường. Trong thông đạo có mở cửa sổ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể vòng quanh thông đạo, là có thể nhìn thấy tình hình mỗi trận huyền đấu bên ngoài. Ngoại trừ 16 người đang giao chiến bên ngoài, tất cả huyền đấu sĩ của các thành đều ở trong này những tu sĩ giao hảo với đồ cương cùng tôn băng hà kia hầu như tất cả đều đi tới gần nơi chiến đài chữ khôn cùng đài chữ đoái mà bọn họ giao chiến rồi đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài đồ cương đạo hiếu cũng quá xui xẻo phòng thứ nhất đã đụng mặt tên sát thần đoàn thông rồi xem ra hội võ lần này hắn cũng chỉ có thể dừng chân ở đây một gã huyền đấu sĩ của thanh dương thành thở dài nói ra chuyện này có biện pháp sao cũng đừng có than thở nữa chúng ta cũng không phải như vậy à đừng nói là gặp đoàn thông cho dù có gặp gã nào kém hơi hắn một bậc, có thể nắm chắc được mấy phần thắng chứ. Một người khác cũng thở dài theo, bà mẹ, đừng có dầu dĩ nữa, không phải chúng ta còn có dịch đạo hữu sao? Ủa, sao không thấy dịch đạo hữu nữa rồi? Lúc này đám người mới phát hiện, dịch lập nhai vừa mới còn đồng hành với bọn hắn, vậy mà hiện giờ không thấy bóng dáng đâu cả. Trong thông đạo, một nơi trống trải không có người, đích lập nhai cùng một tên nam tử trung niên cao lớn sánh vai đi, nói chuyện thì thầm không nghĩ tới từ biệt lần trước, đã nhiều năm không gặp như vậy, tiến cảnh tu vi của dịch đạo hữu quả là không tầm thường, để cho vi huynh ta cực kỳ hâm mộ không thôi nam tử trung niên cười nói. Từ huynh, cũng đừng có diễu cợt ta, ta cũng không nói lòng vòng nữa, lần này đến tìm ngươi, là có một chuyện muốn nhờ. Dịch lập nhai nói ra, cứ nói đừng ngại, nam tử trung niên dừng bước lại, nói ra, đối thủ giao chiến với từ huynh hôm nay, tên là Lệ Phi Vũ, chính là người của Thanh Dương Thành chúng ta lão đệ hy vọng thời điểm ngươi giao chiến với hắn, dịch lập nhai thấp giọng lại, rồi bày ra động tác cắt ngang cổ. Hóa ra, nam tử trung niên họ từ này không phải ai khác, mà chính là huyền đấu sĩ từ thuận của Bạch Nham thành sắp tỉ thí với Hàn Lập. chương 904, sát tâm, như thế nào, dịch đạo hữu cùng người kia có quan hệ gì, ánh mắt từ thuận mang theo một tia ngẫm nghĩ, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, hỏi. Việc này từ huynh không cần hỏi nhiều, tóm lại sau khi xong chuyện, tất có hậu báo. Dịch lập nhai vừa cười vừa nói, việc này ngược lại không hẳn không thể, chẳng qua không biết tu vi lệ phi vũ này như thế nào. Từ thuận khẽ gật đầu, hỏi, thời điểm hắn tham gia huyền đấu trường tại Thanh Dương Thành, đúng lúc ta bế quan, cũng chưa tận mắt thấy qua. Chỉ là nghe những người khác kể lại, số lượng huyền khiếu trên người hắn cũng chỉ hơn 40 chỗ, chẳng qua chiến lực cũng không tầm thường. Dịch lập nhai nói như thế, hơn 40 chỗ, chỉ là hơn 40 chỗ làm sao có thể có tư cách tham gia hội võ năm thành, dịch đạo hữu chưa có lửa gạt ta. Vẻ mặt từ thuận nghi ngờ, nói ra, số huyền khiếu người này có lẽ không chỉ có hơn 40 chỗ, nhưng ta đoán cùng cũng chẳng thể quá nhiều. Sở dĩ hắn có thể tham gia hội võ năm thành, ta nghĩ hơn phân nửa là bởi vì hắn có quan hệ cá nhân với tân thành chủ, tựa hồ năm đó người này được tân thành chủ mang về từ bên ngoài. Dịch lập nhai giải thích, chính là tên thần dương Soán chủ đoạt vị kia, thì ra là thế, nếu như vậy, việc này ta sẽ giúp, từ thuận nhẹ gật đầu, nói ra. Đúng rồi, công pháp người này tu luyện tựa hồ chuyên chú quán thông hai chân, có ưu thế về tốc độ, người phải chú ý một chút." Dịch Lập Nhai nhắc nhở. Chớ nói hắn có hơn 40 chỗ huyền khiếu, nếu có nhiều thêm 10 chỗ huyền khiếu nữa, cũng không phải là đối thủ của ta, Dịch Đạo Hữu cứ yên tâm đi, hiện tại nên thương lượng một chút về thù lao rồi." Từ Thuận cười hắc hắc nói ra, một khắc thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay bắt đầu lượt đấu đầu tiên. Hàn Lập và Cốt Thiên Tầm đều không đi xem chỗ khác mà theo ngay sau Độc Long và Hiên Viên Hành cùng đi tới cửa gần đài chữ khôn để theo dõi tình hình. Chỉ thấy trên đài huyền đấu chữ khôn, Đồ Cương cùng Đoạn Thông đã lên đài, khoảng cách hai người đứng tương đối xa nhau, đang đánh giá đối phương. Thần tình Đồ Cương có chút căng thẳng, mơ hồ có vài phần sợ hãi, cũng xen lẫn vài phần do dự không cam lòng. Vẻ mặt Đoạn Thông đứng đối diện không có biểu cảm gì, trong mắt cũng không có tỏ vẻ khinh thường. Nhưng chẳng biết tại sao, đồ cương cảm thấy đoạn thông không nhìn gã trong lòng gã lại sinh ra một tia tức giận một lão giả áo đen là trọng tài của huyền đấu đài đứng ở giữa hai người nói với bọn họ huyền đấu đài đối chiến cũng không có quy tắc gì nhiều nếu không địch lại thì tùy thời có thể nhận thua ngoan cố liều mạng sống chết tự chịu đồ cương cùng đoạn thông đồng thời gật đầu nhẹ với trọng tài lão giả kia liền nhảy lên thối lui ra khỏi huyền đấu đài hai người trên đài ôm quyền với nhau chính thức bắt đầu huyền đấu trên đài cao giữa tám tòa huyền đấu, năm tên thành chủ cùng với lục hoa phu nhân, tùy ý trò chuyện cùng nhau, đối với việc đồng thời bắt đầu các trận huyền đấu phía dưới, bộ dạng dường như cũng không quá hứng thú, chỉ là thỉnh thoảng liếc xuống dò xét. Trên đài chữ khôn, toàn thân đồ cương rác vang lên không ngừng, hào quang trên hai tay lưu chuyển, huyền khiếu sáng rõ, chủ động tấn công về phía đoạn thông. Mỗi một bước dẫm xuống, trên đài huyền đấu đều chấn động ầm ầm lực đạo thật lớn. May mà mặt đất có trải lớp tinh cốt gia cố, mới không bị man lực dẫm đạp liên tục thế này làm nứt vỡ. Ầm ầm ầm, liên tiếp sau hơn 10 bước, khí thế trên người Đồ Cương tăng vọt gấp mấy lần, cánh tay phải dưới ánh mặt trời chiếu rọi sáng lên như kim quang, một cỗ cương khí vô hình tản ra bốn phía, cả cánh tay như to thêm vài phần, nện một quyền về phía Đoạn Thông. Đoạn Thông chỉ lẳng lặng nhìn Đồ Cương từng bước tới gần, một mực không có bất kỳ động tác gì, một quyền kia của Đồ Cương đánh tới, gã mới chậm rãi lui về sau một bước chỉ thấy trong mắt đoạn thông lóe lên hàn quang một quyền đánh ra nhanh như tia chớp một quyền này của gã đánh nhanh ra huyền khiếu trên cánh tay đồng thời sáng lên hào quang kèm theo tiếng sấm nổ vang động ầm ầm một tiếng vang thật lớn nắm đấm hai người đụng vào nhau ầm ầm phát ra một tiếng nổ vang rung trời một hồi sóng khí cuồng bạo từ chỗ nắm đấm của hai người quét ra chung quanh thân hình đoạn thông bất động đứng lặng tại chỗ vững như bàn thạch còn trong miệng đồ cương phát ra một tiếng kêu thảm thiết mấy chỗ huyền khiếu trên cánh tay đồng thời nổ toác ra một hồi thanh âm gãy xương rác rác bên trong thân hình bay ngược ngã văng ra ngoài đồ cương té xuống dưới đài huyền đấu thân hình lăn lộn liên tiếp phải vòng rồi hai mắt tối sầm lại hoàn toàn bất tỉnh trên khán đài huyền đấu chữ khôn lập tức vang lên một hồi hoan hô nhiệt liệt mọi người trên đài cao cũng không nhịn được ngừng nói chuyện phiếm nhìn sang hướng bên này phù đạo hữu thực lực đoạn thông của thông dư thành các người tựa hồ lại tinh tiến nhiều a à? lại kết thúc trận đấu nhanh như vậy. Ách quái cười hỏi, bất quá là có chút tiến bộ mà thôi, nếu so với nguyên đạo hữu dưới chứng người, vẫn còn chênh lệch khá xa. Phù Kiên nói ra, một kích phá địch, tuy rằng đối thủ không quá mạnh, nhưng là đủ kinh diễm rồi. Tần Nguyên vừa cười vừa nói, mọi người ngươi một lời, ta một câu khen ngợi đoạn thông, chỉ có thần dương im lặng không nói, sắc mặt tuy rằng vẫn giữ bình tĩnh như trước, nhưng nắm đấm trong tay áo siết chặt, bởi vì dùng sức quá mức, các đốt ngón tay đã hơi trắng bệch, trong thông đạo, thần sắc đám người thanh dương thành đều có chút khó coi, cho dù người bại không phải là mình, nhưng là người cùng thành mở màn lại bị đánh bại nhanh như thế, khó tránh khỏi có chút cảm giác bị hạ nhục sĩ khí, từng người lắc đầu thở dài đi ra, chỉ có hàn lập cùng cốt thiên tầm vẫn lưu lại nguyên chỗ. Nhìn đồ cương bị khiêng đi dưới huyền đấu đài, hàn lập mở miệng nói cốt đạo hiếu, người thấy thế nào? So với thời điểm năm đó ta thua, đoạn thông lại đã mạnh hơn rất nhiều, chống lại đại lực kim cương quyết của đồ cương, vậy mà hắn không cần dùng đến cánh tay thông huyền kia, chỉ dùng cánh tay trái bình thường mà một quyền đã đả bại đồ cương. Hiển nhiên trong mắt hắn, đồ cương căn bản không xứng làm đối thủ. Cốt thiên tầm nhíu nhíu mày, nói ra, cũng không hẳn, thời điểm một quyền kia đánh ra, cũng có phần nguyện trợ lực từ cánh tay phải đấy, nếu không đồ cương rõ ràng đã dùng hết toàn lực, cũng không hẳn bị bại thảm và nhanh như vậy. Bất qua tổng thể mà nói, tranh lệch giữa hai người thật sự là quá lớn. Hàn Lập suy nghĩ một chút, nói ra, Đúng vậy a, à, nếu thực lực đồ cương mạnh hơn một chút, có thể ép đoạn thông triển lộ nhiều hơn một chút thủ đoạn, thì tốt rồi. Cốt thiên tầm có chút tiếc nuối nói, ha ha, chớ để tâm quá nhiều, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, lượt tỉ thí thứ hai cũng sắp bắt đầu rồi. Hàn lập cười nói, đi thôi, cốt thiên tầm gật đầu nhẹ, nói ra, ước chừng một khắc đồng hồ sau, kết thúc lượt đầu trên các đài tỉ thí, tôn băng hà cũng không ngoài dự kiến bị thua phải thối lui ra. Sau đó, nghỉ ngơi giữa trận hai khắc chuông, đã tổng hợp xong kết quả lượt đầu, lượt tỉ thí thứ hai cũng tiến hành. Non nửa đấu sĩ Thanh Dương Thành đều đã xuất hiện, trong đó bao gồm ba người Hàn Lập, Cốt Thiên Tầm cùng Dịch Lập Nhai. Còn lại những người không xuất chiến, trên cơ bản tất cả đều đi xem hai người Cốt Thiên Tầm cùng Dịch Lập Nhai chiến đấu, kể cả Độc Long cũng đi đến xem Cốt Thiên Tầm. Hàn Lập nhìn trong thông đạo phụ cận đài chữ tốn, ngoại trừ mấy tên huyền đấu sĩ Bạch Nham Thành đến xem, đúng là không có ai khác. Thanh danh lệ phi vũ cùng từ thuận cũng không có nổi bật, cho nên người xem trên khán đài cũng không có bao nhiêu tuy rằng không tẻ nhạt đến mức không người chú ý nhưng so với số lượng người xem của các đài phụ cận thì ít hơn rất nhiều bất quá trên khán đài ngược lại là có một gương mặt quen thuộc ngồi nghiêm chỉnh mặt không biểu tình đúng là giải đạo nhân trên đài chữ tốn hai người hàn lập cùng từ thuận đều đã vào chỗ cũng đứng tương đối xa nhau một gã trọng tài áo đen đứng ở giữa hai người sau khi nói sơ qua quy tắc huyền đấu liền tuyên bố huyền đấu chính thức bắt đầu nhưng tiếng nói chấm dứt, bất luận là Hàn Lập hay Từ Thuận đều không lập tức động thủ, hai người cứ như vậy đứng đó, tựa hồ cũng đang quan sát đối phương. Một màn này, khiến cho người xem nhau nhau không mấy phấn khích. Ánh mắt Từ Thuận cổ quái, đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới, thấy dung mạo Hàn Lập hết sức bình thường, khí thế trên người cũng không có gì quá mạnh mẽ, nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt, nhưng nghĩ đến dịch lập nhai cho gã thủ lao rất nhiều, liền không tự chủ liếm khóe miệng của mình một cái. Hàn Lập nhìn thấy bộ dạng này của Từ Thuận, không khỏi cười lạnh liên tục trong lòng người đã động sát tâm thì cũng đừng trách ta đúng lúc này dưới đôi bàn chân tử thuận bỗng nhiên lóe lên hào quang huyền khiếu trên chân bỗng nhiên sáng ngời toàn bộ người bay vút lên trên không giống như có thể cưỡi gió phi hành tiếp theo nhanh chóng vào tới hướng hàn lập tử thuận mượn xu thế từ trên không lao xuống tốc độ tấn công nhanh tới cực điểm rất nhanh đã đến trước người hàn lập chỉ thấy một quyền gã co lại đến eo tụ lực bỗng nhiên mạnh mẽ nện ra hàn lập thấy vậy lại giống như đoạn thông khi nãy, vẫn đứng tại chỗ nhìn. Nhưng mà, ngay lúc một quyền của Từ Thuận sắp đánh trúng Hàn Lập, trong nháy mắt, thân ảnh của Hàn Lập đột nhiên lóe lên, từ ngay tại chỗ chợt biến mất không thấy. Hai mắt Từ Thuận bỗng nhiên trợn lên, vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt rồi biến mất. Trong lòng gã biết không ổn, nhưng không có xu thế dừng lại, ngược lại dồn thêm phát lực, thân hình lao nhanh xuống dưới, ý đồ nhanh chóng tiếp đất sau đó mới chuyển thân hình. Nhưng mà, lúc mũi chân của Từ Thuận vẫn chưa kịp tiếp xúc mặt đất liền như hoa mắt, thân ảnh Hàn Lập đã nhanh lao đến hiện ra, hơn 10 chỗ huyền khiếu trên hai chân đồng thời sáng lên, đầu gối nâng lên đập vào ngực của Từ Thuận. Thật nhanh, Từ Thuận cả kinh nổi cả da gà, hai tay vội vàng đưa đến trước ngực đón đỡ, nhưng vẫn cảm giác một cỗ man lực tràn trề ập đến, hai tay không cản nổi co rụt lại, đụng lên lồng ngực, thân thể co ngoặt như con tôm bay ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ thấy huyền khiếu hai chân Hàn Lập sáng lên mãnh liệt, thân hình lao theo còn nhanh hơn so với tốc độ Từ Thuận bị đánh bay, trong nháy mắt bay lên đuổi theo, từ trên không nâng lên một quyền, đập xuống cột sống của Từ Thuận. Ầm một tiếng vang thật lớn, thân hình Từ Thuận trực tiếp rơi xuống đất, lăn lộn ngã văng ra ngoài. Liên tiếp những biến hóa nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực chỉ là trong khoảnh khắc, người xem trên khán đài kinh hô liên tục. Trên đài cao, ngẫu nhiên có người chú ý tới biến hóa bên này, nhưng cũng chỉ là nhìn lướt qua, không chú ý gì nhiều. Dù sao hai người này lúc đấu, trên người triển lộ ra số lượng huyền khiếu thật sự quá ít, Bọn hắn xem không khác gì những đứa trẻ đánh nhau, chiêu thức hay thủ đoạn gì cũng không đáng quá mức chú ý. Chỉ có Thần Dương, ánh mắt quan sát lâu hơn một chút, sắc mặt cũng không có lo lắng nhiều. Lúc này, Hàn Lập không có tiếp tục truy kích, mà đứng xa xa, truyền âm cho Từ Thuận, hỏi ta và ngươi chưa từng qua lại, vì sao vừa mới giao thủ, liền nổi lên sát tâm với ta. Chương 905, một kích mất mạng. Hừ, không nghĩ tới còn có chút thủ đoạn như vậy, ngược lại là coi thường ngươi rồi. Từ thuận hừ một tiếng, lại phun ra một ngụm máu, không thèm trả lời hàn lập. Gã đứng thẳng người dậy, hai vai vươn thẳng, hai cánh tay chấn động, toàn thân run run lên, xương cốt rung động nổ đông đốc như pháo. Hàn lập thấy vậy, vẫn đứng tại chỗ, chỉ là đồng tử hơi co rụt lại, ở chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia lãnh mang. Từ thuận quát lên một tiếng lớn, thân thể hơi cong lại, bỗng nhiên xông lên, thẳng đến hướng hàn lập. Chỉ thấy song quyền gã nắm chặt, 78 châu huyền khiếu sáng lên phân tán khắp nơi trên thân gã, lại cộng hưởng với nhau, khiến cho toàn thân bao phủ một tầng màn sáng chân cực chi mô óng ánh. Thấy từ Thuận xông đến, Hàn Lập vẫn không có né tránh, mà ánh mắt ngưng tụ, sải bước ra, đón đỡ đón tấn công đang tới. Ầm, um, Hàn Lập bước một bước ra, trên cánh tay sáng lên mấy huyền khiếu, huyền đấu đài dưới chân cũng chấn động kịch liệt. Ầm um, ầm um, ầm, um, Hàn Lập bước từng bước ra, huyền khiếu trên cánh tay liên tiếp sáng lên, huyền đấu đài dưới thân nổ vang không ngừng. 48, 52, 56. Từ thuận nhìn thấy số lượng huyền khiếu trên thân Hàn Lập không ngừng tăng lên, cuối cùng trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, trong lòng của gã càng thêm nghi hoặc, căn bản không biết là tình báo dịch lập nhai sai lầm, hay là y cố ý lừa gạt mình. Tâm thần gã không yên được nữa, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Trong miệng Hàn Lập quát lên một tiếng lớn, 18 chỗ huyền khiếu trên hai tay sáng rỡ hào quang, chính là dùng đại lực kim cương quyết của Đồ Cương. Nếu lúc trước có người chú ý qua cuộc chiến của đồ cương kia, sẽ phát hiện Hàn Lập dùng thân thông đại lực kim cương quyết, khi thế phóng ra ngoài không bằng gã kia, nhưng bên trong lại thay đổi lớn, thần diệu tinh túy hơn nhiều. Từ thuận giờ phút này đã leo lên lưng hổ khó có thể xuống, trong miệng liền quát lên một tiếng lớn, ra sức đánh một quyền này. Chỉ thấy huyền khiếu trên hai đầu quyền gã đồng thời sáng lên, tầng hoa quang óng ánh kia lập tức trong nháy mắt biến thành như thực chất, chiết xạ ra hào quang sáng trói như tinh thạch, đánh tới nắm tay phải Hàn Lập lúc hai quyền sắp pha nhau trong mắt tử thuận bỗng nhiên lóe lên dị sắc đột nhiên giữa khe hở ngón giữa cùng ngón trỏ chui ra một đoạn xương nhọn màu trắng phía trên lóe lên một tầng hào quang tinh thần sáng lạn tinh cốt ánh mắt hàn lập lóe lên hư lạnh một tiếng nắm đấm đánh tới lại không có chút dấu hiệu thu liễm nào chỉ thấy hai ngón tay biến thành động thiên hoa chi của hắn hơi nhô lên đánh vào đúng vị trí âm hiểm mà tinh cốt lú ra từ giữa hai ngón tay của tử thuận âm một tiếng vang thật lớn một mảnh hào quang tinh thần nổ ầm ầm kịch liệt chính giữa còn kèm theo từng trận âm thanh giống như băng tinh vỡ vụn. Hết thầy nói rất dài dòng, thật ra chỉ trong nháy mắt, mọi người trên khán đài chỉ nhìn thấy phiến hào quang tinh thần kia trói mắt, căn bản không thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Từ thuận thân ở trong tinh quang lại thấy được rõ ràng, trong hai con người đen nhánh của gã phản chiếu thân ảnh hàn lập sông thẳng đến, thấy rõ trên người hắn sáng lên gần trăm chỗ huyền khiếu, trong lòng gã tràn đầy hối hận cùng oán hận. Lúc này gã chỉ muốn lui lại nhận thua, nhưng đã không còn kịp nữa rồi thân ảnh Hàn Lập đã xông đến trước người gã, một quyền đánh tới, trực tiếp quán xuyên đan điền của gã, xoắn vỡ nát nguyên anh của gã giấu trong đó. Dịch Lập Nhai, ngươi lại dám? Từ Thuận chỉ kịp trách mắng một câu, máu tươi đã tràn ngập cổ họng của gã, làm gã không thể nói được nữa. Lúc này, mọi người trên đài cao cũng bị động tính cực lớn bên này thu hút ánh mắt qua, bất quá bọn họ cũng chỉ thấy được bên ngoài hào quang tinh thần tản ra, thân ảnh Hàn Lập bay ngược ra ngoài lảo đảo té, cùng tử trạng thê thảm của Từ Thuận trong mắt không ít người hiện lên một tia kinh ngạc, mà khi nhìn thấy thi thể từ thuận càng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bất quá chỉ mới vòng đấu đầu tiên, chỗ huyền đấu đài chư tốn này cũng đã trở thành trận huyền đấu đầu tiên có kẻ tử trận trong hội võ năm thành. Lệ đạo hiếu, tiểu tử ngươi hành động cũng không tệ. Thần dương nhìn toàn thân rách dưới, ngã nhào trên đất của Hàn Lập, cười thầm nói. Trong tất cả mọi người thấy một màn như vậy, đại khái chỉ có gã và giải đạo nhân, rõ ràng thấy Hàn Lập thoạt nhìn không chịu nổi, nhưng thật ra không có bị thương một lát sau hai gã giáp sĩ huyền thành liền mang cáng ra đưa hàn lập vẽ chỗ liệu thương trên nửa đường hàn lập liền tự ngồi dậy tỏ vẻ bản thân không đáng lo nói năm ba câu liền đuổi hai gã giáp sĩ này đi hắn tìm một chỗ hẻo lánh yên lặng ngồi xuống trong miệng nhẹ lẩm bẩm dịch lập nhai bên kia theo thời gian trôi qua chiến đấu của bảy tòa huyền đấu đài cũng đều đã hạ màn ngoại trừ hai người cốt thiên tầm cùng dịch lập nhai hai gã đấu sĩ thanh dương thành khác tham gia đều có kết cục thất bại thảm hại may mà kịp thời nhận thua, cũng không nguy hiểm tính mạng. Trong đó đối chiến cùng Cốt Thiên Tầm là một tu sĩ huyền thành, bất luận số lượng huyền khiếu hay là tu vi, đều xa xa không bằng nàng. Mở màn liền bị Cốt Thiên Tầm gắt gao áp chế, hai ba hơi thở liền cơ hồ bị dày vò không chịu nổi, thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội đầu hàng nhận thua. Mà thực lực dịch lập nhai cũng hoàn toàn không tầm thường, chỉ vận dụng lực lượng 70 chỗ huyền khiếu, liền bước cho một gã huyền đấu sĩ thông dư thành có 80 huyền khiếu đến tuyệt cảnh, cuối cùng đánh đối phương ngất đi lấy được thắng lợi. Hai người chiến thắng cùng quay trở lại thông đạo vào hậu trường, mấy người thanh dương thành còn lại vội vàng đến chúc mừng. Sau khi dịch lập nhai chiến thắng, mặt đầy vui sướng, ánh mắt quét qua đám người, nhưng không thấy thân ảnh Hàn Lập, khóe miệng nhếch lên một vòng vui vẻ, cố ý hỏi, vị lệ đạo hữu kia đâu? Không phải hắn cũng đấu ở vòng huyền đấu này à? Tám trận huyền đấu cũng đã đánh xong, nhưng một mực không nhìn thấy hắn. Độc Long vừa rồi một mực quan sát cốt thiên tầm chiến đấu đến lúc này mới chú ý tới lệ phi vũ kia vẫn chưa có trở về xem ra hơn phân nửa là thua trận đưa đi chữa thương một gã tu sĩ thanh dương thành nói ra ta xem chưa hẳn mới vừa rồi không phải nghe nói đài chữ tốn có người chết trận à ta nhớ không lầm lệ đạo hữu đánh ở huyền đấu đài đó tên còn lại nói ra dịch lập nhai nghe vậy trên mặt càng vui vẻ cốt thiên tầm một bên thì cau mày vào lúc này bỗng hiên viên hành mở miệng kêu một tiếng lệ đạo hữu mọi người nghe vậy nhao nhao quay người nhìn lui sau, liền thấy cả người hàn lập quần áo rách nát, đang tập tĩnh đi tới bên này. Làm sao có thể, trong lòng dịch lập nhai chấn động, lệ đạo hiếu, người chiến thắng rồi hả? Mọi người cảm thấy ngạc nhiên, nhao nhao nghênh đón. May mắn, may mắn, hàn lập vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói. Cốt thiên tầm thấy thế, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ. Hàn lập đi từng bước đến gần dịch lập nhai, hữu ý vội ý nói ra, ta may mắn thắng, vị từ đạo hiếu kia lại có chút bất hạnh. Dịch lập nhai nghe vậy, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng sinh ra một nỗi sợ hãi. Hàn lập không để ý tới gã nữa, cùng kề vai sát cánh đi chung với cốt thiên tầm ra xa. Một ngày trôi qua rất nhanh, toàn bộ 32 cuộc tỉ thí đều kết thúc, vòng đấu loại đầu tiên cũng đã hạ màn. Hai vòng tỉ thí sau đó cũng không xuất hiện gợn sóng gì, trên cơ bản không có xuất hiện tình huống ngoài dự đoán của mọi người, không có ngựa ô nào may mắn chiến thắng, cũng không có chủ lực của các thành bị hạ ngoài ý muốn, chẳng qua có vài sự cố nho nhỏ xen vào giữa, trong đó chuyện làm cho người bàn tán say sưa nhất là chuyện một gã huyền đấu sĩ bạch nham thành đấu cùng huyền thành chu tử nguyên vừa lên đài đấu liền trực tiếp tuyên bố nhận thua, cũng là trận kết thúc nhanh nhất toàn trường. Hàn lập và Cốt Thiên tầm vốn tưởng rằng có thể thông qua hai người đối chiến, thoáng nhìn trộm chút phong độ vị đệ nhất nhân thành chủ huyền thành này, kết quả lại không thu hoạch được gì. Sau đó, Hàn lập liền đi xem độc long cùng huyền thành chu tử thanh đối chiến. Chu tử thanh tuy là nữ tử, cũng là lần đầu tham gia hội võ năm thành, nhưng chiến lược lại không tầm thường, tại thời điểm giao chiến tuy rằng xảy ra một lần sơ suất, nhưng tổng thể thực lực vượt xa Độc Long. Hai người giao chiến hơn trăm hiệp, sau đó Độc Long vẫn không địch lại, kết cục thất bại. Mà làm cho Hàn Lập ngạc nhiên chính là, Hiên Viên Hành một mực trong thành không có danh tiếng, ngược lại chiến thắng một gã huyền đấu sĩ huyền thành, cùng ba người Hàn Lập, Cốt Thiên Tầm và Dịch Lập Nhai, đồng thời lọt vào danh sách 32 người chiến thắng. Thanh Dương Thành chiếm 4 vị trí trong 32 cường giả, là vị trí thấp nhất trong năm thành, nhưng may mà không có thành viên tổn thất, coi như là trong bất hạnh có may mắn rồi. 7 ngày nhoáng một cái trôi qua, trải qua thời gian yên lặng ngắn ngủi, cuối cùng đợt huyền đấu thứ hai hội võ năm thành bắt đầu. Vô số người huyền thành lại một lần nữa tràn vào tu la trường, người năm thành cũng trước sau tiến vào. Đoàn người Thanh Dương Thành cũng đã sớm tới thi đấu, bởi vì vòng thứ nhất có thành tích không tốt, nên khi đi ra, Thanh Dương Thành mơ hổ biến thành trò cười, lúc đi vào hội trường một đường không ngừng có người chỉ trỏ độc long đồ cương là người thua trận mặt tràn đầy vẻ xấu hổ thần dương vốn là thành chủ trên mặt càng là một tầng xương lạnh trông rất khó coi không chỉ bởi vì thành tích vòng một kém còn bởi vì bọn bốn người hàn lập ở vòng thứ hai gặp đối thủ đều không kém tiến vào khu vực đợi gã mang theo mọi người đi tới một chỗ đất trống ánh mắt nhìn quanh mọi người một vòng sau đó từ từ mở miệng nói các ngươi không cần quá mức để trong lòng kết quả vòng đầu trong đó xen lẫn không ít vận khí, mà hiểu được thiếu sót của mình cũng không phải là chuyện xấu. Hào hào quan sát các trận tỉ thí kế tiếp, đây có thể là cơ hội ngàn năm một thuở. Nói xong, gã rời ánh mắt nhìn qua cốt thiên tâm, tiếp tục nói. Thiên tâm, ngày hôm nay đối thủ của ngươi là Chu Tử Thanh Huyền Thành, nàng này chính là muội muội của Chu Tử Nguyên kia, tuy so ra còn kém Chu Tử Nguyên nhiều, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, không được chủ quan. Đa tạ thành chủ nhắc nhở, thiên tâm sẽ chú ý. Cốt thiên tầm gật đầu nói, lệ phi vũ, hách phong là cao thủ huyền chỉ thành gần với phong vô trần, nghe nói đã đả thông trên 100 huyền khiếu, lần trước hội võ tiến nhập 8 vị trí đầu, người phải ngàn vạn lần cẩn thận. Đạo lý lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, không cần ta nói, chắc người cũng hiểu rõ. Thần Dương nhìn về phía Hàn Lập, dặn dò, Hàn Lập không nói gì, chỉ là từ chối cho ý kiến gật đầu nhẹ. Về phần hiên viên hành, hôm nay đối thủ của ngươi là thông dư thành mô sùng, thực lực người này đồng dạng không thể khinh thường, có thể xếp vào năm vị trí đầu trong thông dư thành, người cứ đánh hết sức một trận là được. Thần Dương lại nhìn Hiên Viên Hành, lời nói như vậy xem ra trận chiến của Hiên Viên Hành cũng không có bao nhiêu hy vọng. Xin thành chủ yên tâm, thuộc hạ tất nhiên hết sức ứng phó, không để Thanh Dương thành chúng ta mất uy tín. Hiên Viên Hành cũng không có vẻ gì bất mãn, nghe vậy lập tức chắp tay đáp ứng một tiếng.